Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay tôi muốn, hôm trước tôi đã có một buổi rồi, hôm nay là buổi thứ hai. Tôi muốn nói một số những cái điều, một số những cái vài cái ý sau đây nhé. Nhất là tôi sẽ, hôm nay là cái buổi thứ hai, để đây tôi một chút. Tức là chúng ta sẽ cố gắng trả lời một số câu hỏi sau đây của ngày hôm nay này. Thì hôm nay những cái điều mà tôi nói đây thì nó là đều là nâng cao cả, mà những cái này không có ở trong trong sách, mà các bạn cũng không cần thiết phải nói như này để cho học sinh, nhưng mà theo tôi giáo viên chúng ta nên biết để chúng ta có cái tầm cao hơn một chút để có thể xử lý được những cái vấn đề sau này khi mà chúng ta làm việc với học sinh. Hôm nay là cái buổi số 2, tức là tôi cứ viết là củng cố kiến thức liên quan đến bài thân, tức là những kiến thức rất là cơ bản nhưng mà trong sách giáo khoa là nó không, là không nói. Một là chúng ta sẽ phân biệt được cái, chúng ta sẽ biết và phân biệt được hai cái khái niệm, giữa khái niệm là đối tượng và cái khái niệm thứ hai là khái niệm là giá trị. Chúng ta nhớ lại ở trong Pascal thì người ta không, thì các bạn thấy là không không có cái từ đối tượng được mô tả thường xuyên. Ở trong Pascal, trong C thì đối tượng nó là một khái niệm, là một khái niệm object nằm trong cái gọi là lập trình hướng đối tượng. Còn bình thường chúng ta làm việc với các cái dữ liệu thì người ta gọi là các cái đại lượng dữ liệu hay là dữ liệu. Đấy, thì như vậy ở trong Pascal thì người ta hay dùng từ là đại lượng dữ liệu nhé. Nhưng mà ở trong Python thì nó rõ ràng là cái khái niệm là đối tượng. Chúng ta sẽ hiểu vì sao nó lại quan trọng như vậy, vì sao chúng ta gặp cái gì cũng là đối tượng hết. Và cái khái niệm thứ hai là khái niệm là giá trị. Thì ở trong Pascal và C thì khi chúng ta mô tả một cái đại lượng thì chúng ta hầu như đồng nhất nói với khái niệm là giá trị. Cho nên là trong Pascal và C thì hầu như người ta không không phân biệt giữa giá trị và đối tượng là khác nhau như thế nào. Nhưng mà ở trong Python đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà rất quan trọng luôn nhé. Tiếp theo là tôi sẽ nói về một cái khái niệm rất quan trọng ở trong Python, nó dùng để giúp chúng ta là quản lý cái biến nhớ, nó là cái khái niệm là không gian tên hay là namespace. Thì cái namespace này ở trong C cũng có, ở trong Pascal cũng có, nhưng mà nó đóng vai trò là mờ nhạt. Ở trong C và Pascal nó đóng vai trò là nó là cái không gian tên dùng để quản lý các cái tên mà các cái tên mà hay dùng ở trong khi chúng ta lập trình. Nó thành biến nhớ là, nhưng mà nó không có nghĩa như là ở trong hai cái điểm cùng là namespace cả, nhưng mà ở trong Python nó vai trò rất quan trọng, nó không như là ở trong Pascal và C. Đấy, thì cái namespace ở trong Python là đóng vai trò là cái vùng mà quản lý các cái tên, các cái biến nhớ, các cái tên hàm và tên biến nhớ, mà cái này là rất quan trọng. Rồi cái đó là cái thứ hai, và cái thứ ba là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về về hàm. Thì trong hàm thì tôi sẽ phân nói hai ý, hôm nay không không nói nhiều, nói hai ý. Ý thứ nhất là chúng ta sẽ phân biệt giữa hai khái niệm là tham tham số và đối số, và đối số của hàm. Ở trong sách giáo khoa có định nghĩa thế nào là tham số của hàm, thế nào là đối số của hàm, có định nghĩa, nhưng mà chỉ định nghĩa không thôi, không đi sâu vào, không nói, không không tìm hiểu sâu hơn cái sự khác biệt giữa hai cái này, nó là cái gì, vì sao người ta đặt ra cái tên là hạn tham số và đối số. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái đó nhé. Và cái cuối cùng rất quan trọng nữa là chúng ta tìm hiểu cách truyền dữ liệu vào hàm.
thông qua cái thông qua đối số. Thì cái truyền dữ liệu qua đối số của hàm này, thì ở trong Pascal thì học sinh đã được học và chúng ta dạy rất nhiều lần rồi, dạy nhiều sinh chúng ta thấm trong máu của chúng ta rồi, là ở trong Pascal thì việc truyền dữ liệu vào hàm sẽ bằng hai cách, một là gọi là tham trị, hay là tham số, hay là tham biến. Tham trị tức là truyền vào hàm, truyền truyền thông qua dữ liệu, truyền dữ liệu vào, hay là truyền tham số là truyền thông qua một cái biến vào bên trong hàm. Thì đó là cái đó chúng ta đã rất là quen rồi, quen với cái tư duy là truyền truyền dữ liệu vào hàm là như vậy ở trong Pascal và C nhé. Tuy nhiên ở trong Python là nó hoàn toàn khác, không có một tí nào, không có một tí nào cùng quan hệ nào với cách truyền dữ liệu của Pascal và C. Cho nên là tôi nghĩ là cần phải nói để cho chúng ta hình dung hơn và chúng ta hiểu hơn, để khỏi nhầm lẫn với cái khái niệm truyền dữ liệu ở trong Pascal và C đó. Ở trong Pascal và C thì có hai khái niệm là truyền qua, truyền tham trị và truyền tham biến. Đây đây là Pascal và C, là cái mà chúng ta đã rất là quen rồi. Thế đây là cái mà tôi dự kiến tôi sẽ nói ngày hôm nay nhé, có nói trong khoảng 2 tiếng. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phân biệt thế nào là đối tượng, thế nào là giá trị, được chưa? Thì bây giờ tôi giả sử đây, là tôi gán một cái, tôi tạo ra một cái lệnh lệnh gán là x bằng 10 nhé. Thì chúng ta phải hiểu lệnh này thì Python nó xử lý như thế nào. Thì như sau nhé, bây giờ tôi viết, tôi cứ viết tôi chúng ta biết lệnh time của x thì là kiểm tra xem x thì là thuộc cái kiểu dữ liệu nào. Thì các bạn thấy là thông báo là kiểu dữ liệu là in, nhưng mà nó thông báo là thuộc lớp in đó, lớp in. Như vậy x thì sẽ là một cái đối tượng nằm trong cái lớp in. Nhưng bạn như thấy như vậy là ở trong cái gọi là cái ngôn ngữ của lập trình hướng đối tượng thì có khái niệm lớp này, và một cái dưới lớp là các cái đại diện của lớp, nó gọi là các cái đối tượng object. Đấy. Cho nên là từ ngay cái ví dụ này chúng ta thấy ngay thì là Python là ngôn ngữ lập trình là hướng đối tượng hoàn toàn. Khi chúng ta có lệnh x bằng 10 là gì? Là máy sẽ tạo ra một cái đối tượng thuộc cái lớp in, và đối tượng đó chính là đáp án là x, được chưa? Thế như vậy ở trong Python thì chúng ta thì máy làm như sau nhé, để tôi giải nhanh chúng ta hình dung. Khi chúng ta gõ cái lệnh x bằng 10 thì bản chất là như sau. Bản chất là máy sẽ tạo ra cho một tính sẽ tạo ra một cái đối tượng, một cái đối tượng ở trong bộ nhớ máy tính. Thì một cái đối tượng, một cái object như vậy trong bộ nhớ máy tính thì nó trong Python nó sẽ gồm có bốn thuộc tính. Mình nhắc lại các bạn, nó có bốn thuộc tính nhé. Các cái từ viện nó dễ này, nó có bốn thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là đây, thì là thuộc tính là kiểu, nó thuộc cái kiểu nào, kiểu dữ liệu nào. Ví dụ đây là cái đối tượng 10 kia là đối tượng là thuộc kiểu dữ liệu là số nguyên nhé. Cái thứ hai là cái giá trị của cái đối tượng đó. Cụ thể ở đây chúng ta đây là 10 nhé, còn ở file chúng ta đây là kiểu dữ liệu là in nhé. Một cái đối tượng, một cái thuộc tính thứ ba là cái địa chỉ ô nhớ, địa cái chỉ ô nhớ mà đối tượng này nằm nằm trong. Thì mỗi một đối tượng nằm trong đúng một vùng nhớ thôi, hai đối tượng khác nhau phải nằm trong hai ô nhớ khác nhau. Thì khái niệm ô nhớ này chúng ta có thể dùng cái hàm là id, id chúng ta kiểm tra cái vùng bộ nhớ. Như vậy là một là type này, hai là địa chỉ ô nhớ là id này, thứ ba là cái giá trị gọi là value này, và cái thứ tư này chúng ta không nhắc đến mấy thì chúng ta vì thân nên biết. Thứ tư là một cái thuộc tính có tên là reference cạo nhé, cái viết tắt đấy. Thế anh có nói là reference cạo. Thế cái này là cái gì? Cái này nó là chính là cái số lượng,
số lượng các cái tên biến được gán với cái đối tượng này. Khi mà tôi viết x bằng 10 thì máy tạo ra một cái đối tượng là kiểu là nguyên nhé, kiểu là nguyên, giá trị là 10 và nằm trong một cái địa chỉ ô nhớ được được xác định bởi cái hàm id, và x chỉ là một cái tên nó sẽ trỏ vào, sẽ trỏ vào đấy, nó sẽ trỏ vào cái đối tượng này đấy. Nhưng hay tôi hiểu là máy ánh xạ từ từ x gì vào vào cái đối tượng này, được chưa? Đấy thì cái trường cái thuộc tính là reference cao là mô tả có bao nhiêu các tên được trỏ vào đối tượng này. Một đối tượng có thể nhiều, một đối tượng có thể có nhiều cái tên được được trỏ vào. Khi chúng ta viết lệnh tiếp theo là y bằng x gì đấy, thì máy sẽ tạo ra một đối tượng là y và y cũng trỏ vào đây đấy. Như vậy là khi mà chúng ta chỉ có x gì không thôi thì cái reference cao nó là một, còn khi y bằng x gì thì reference cao nó sẽ là hai, nó tăng lên, được chưa? Như vậy là mà một cái đối tượng ở trong Python nó là như vậy, nó là một cái đối tượng nằm trong cái lớp dữ liệu nào đó. Ví dụ như ta có x 10 thì 10 là một đối tượng của cái lớp dữ liệu là in. Nếu mà tôi gọi là x bằng 1.2 thì 1.2 thì nó là x, nó là một đối tượng thuộc cái lớp là số thực. Tùy từng cái em cụ thể nhé. Rồi thì như vậy là một đối tượng như vậy là nó có bốn cái thuộc tính, trong đó là cái trách nhiệm chỉ là một trong bốn thuộc tính thôi. Nên chúng ta sẽ xịn lại một lần nữa nhé. Như vậy là như sau này, ở trong Python nhé thì mọi cái dữ liệu được tạo ra đều là các cái đối tượng dữ liệu hết. Vậy cái thứ hai, giá trị là một thuộc tính của đối tượng, nó đi liền với tượng, là một tính đối tượng chứ không phải một khái niệm độc lập với đối tượng nhé. Đó, như vậy chúng ta nhận chốt lại là khái niệm là đối tượng là trong Python là cái gì. Cái đối tượng nhé, nó là một cái đối tượng dữ liệu, nó là một cái instance, thứ anh nhé, là một cái đại diện của một cái lớp dữ liệu nào đó, của một cái lớp dữ liệu được tạo ra trong bộ nhớ, được tạo ra trong bộ nhớ nhé. Và cái Python là cái ngôn ngữ mà 100% hướng đối tượng, cho nên là mọi cái đại lượng dữ liệu đều là một cái đối tượng dữ liệu. Mà còn cái khái niệm là giá trị là một thuộc tính của đối tượng, một thuộc tính của đối tượng. Chúng ta chú ý là đây là cái gì, đây là định nghĩa rất chính xác của Python, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là một đối tượng khi chúng ta khi máy tính tạo ra một đối tượng dữ liệu, thông thường khi nào thì ta tạo ra, khi chúng ta thực hiện một lệnh gán hoặc là một lệnh thực hiện hàm gì đó, nó tạo ra một cái đối tượng. Thì đối tượng đó là nó gồm có bốn cái thuộc tính, là nằm trong bộ nhớ này tại một địa chỉ nào đó này, và nó cũng kiểu dữ liệu của nó là nó kiểu dữ liệu của nó này, và nó có khái niệm là reference cao này, là đưa ra cái số lượng các cái tên biến trỏ vào nó này và cái giá trị. Thì cái em nó luôn là một cái đối tượng dữ liệu nhé, thì cái địa chỉ ô nhớ này là cố định không bao giờ thay đổi, khi tạo ra là nó cố định ở trong ô nhớ không bao giờ thay đổi cái địa chỉ này, chứ khi chúng ta xóa đi thì nó sẽ mất đi. Thứ hai là kiểu dữ liệu thì nó không bao giờ thay đổi, khi tạo ra một đối tượng rồi thì nó không bao giờ thay đổi kiểu. Chỉ như vậy hai cái ở bên trái này này là type và địa chỉ ô nhớ id này là hai cái thuộc tính là không bao giờ thay đổi. Bây giờ ngược lại, khái niệm giá trị của nó là có thể thay đổi hoặc là không, là chú ý nhé. Còn cái reference cao thì rõ ràng là thay đổi được, bởi vì nó phụ thuộc vào các cái tên biến này, cao như cũng nó cho phép là chúng ta có nhiều tên biến cùng trỏ vào, và như vậy cái giá trị reference cao này nó thay đổi được tự động, một cách tự động, thấy chưa? Thế thì
Như vậy là một cái đối tượng gồm có bốn cái thuộc tính là kiểu mà địa chỉ, giá trị và reference cao. Để chúng ta nhớ nhé. Thì cái tôi nói ý nghĩa nó này, cái kiểu type và địa chỉ ô nhớ là cố định không bao giờ thay đổi, khi ta tạo ra một đối tượng thì không thể thay đổi. Còn giá trị là có thể thay đổi hoặc là không. Thì cái kiểu dữ liệu mà được quyền thay đổi giá trị thì người ta gọi là kiểu dữ liệu là bất biến. Chúng ta biết rồi là kiểu dữ liệu list ở trong Python nó là kiểu dữ liệu bất biến là kiểu gì? Là kiểu dữ liệu mà không thay đổi được các giá trị, thì gồm có kiểu dữ liệu như là kiểu dữ liệu số nguyên, số thực, sâu, bool, đó là kiểu dữ liệu là bất biến. Còn loại thứ hai là cái loại dữ liệu mà được phép thay đổi giá trị, phép thay đổi giá trị thì loại dữ liệu đó được gọi là dữ liệu khả biến. Ví dụ như là dữ liệu list, và chúng ta đã biết đấy, dữ liệu list ở trong Python chính là kiểu dữ liệu khả biến. Được chưa? Như vậy là tùy thuộc khái niệm là đối tượng và giá trị thì người ta chia cái kiểu dữ liệu ra làm hai loại. Kiểu dữ liệu làm hai loại, một loại là bất biến. Bất biến là giá trị không thay đổi. Giá trị không thể thay đổi được. Chúng ta nhớ lại là như vậy là giá trị là một trong bốn cái thuộc tính của khái niệm của đối tượng. Còn loại thứ hai là khả biến. Khả biến là giá trị được phép thay đổi, có thể thay đổi. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, như vậy. Thì những khái niệm như là bất biến, khả biến hay là đối tượng và giá trị là những khái niệm mà trong sách giáo khoa không hề có nhé, mà trong chương trình cũng không có, chúng ta không cần nói, không cần dạy học sinh cái này, nhưng mà đây là những khái niệm rất là nòng cốt và là cơ bản của mỗi lập trình Python. Một người muốn hiểu sâu sắc cái lập trình Python thì phải phải biết những cái này nhé. Rồi thì thế nào là bất biến, ví dụ như là dữ liệu in này, dữ liệu là float này, là số thực này, dữ liệu là string này, str là những dữ liệu là thuộc loại khả biến, khi tạo ra một một cái sâu rồi thì không thay đổi được nữa, nhưng mà dữ liệu list thì là hoàn toàn thay đổi được. Chúng ta tạo ra một cái list thì chúng ta được quyền là cập nhật xóa đi các phần tử của nó, mà đối tượng đó thì vẫn giữ nguyên, vẫn là cùng cùng một đối tượng đó nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi thử nhé. Như vậy x thì là bằng 10 là đây, thì bây giờ tôi viết lại y bằng x thì như vậy là x thì y là cùng tỏ vào một cái đối tượng là 10 nhé. Và chúng ta chú ý này, chúng ta kiểm tra cái id cái địa chỉ của đối tượng x thì đối tượng 10 đấy là cái này đúng không? Chúng ta nhớ lại nhé, bây giờ id này, id của y này, rồi khác nhau đúng không? Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở cái chỗ là giống nhau chứ, hai thằng giống hệt nhau. Đấy. Hai cái này là giống hệt nhau vì x y là cùng trỏ vào đối tượng 10. Mà như vậy cái đối tượng 10 là cái đối tượng mà chứa hay là đang chứa cái số 10 này, là cái đối tượng mà có cái địa chỉ bộ nhớ là cái này. Và chính là x y trỏ vào. Thì hai đối tượng, hai cái tên biến mà cùng trỏ một đối tượng, tức là chúng cùng đối tượng, chúng ta có cái đây, thì cái toán tử y y là toán tử kiểm tra xem hai đối tượng này là một hay không. Đấy. Thì hạn tượng nó là một, là một. Đấy chưa? Như vậy toán tử y là toán tử so sánh hai đối tượng xem chúng có là một hay không. Nhắc lại, hai đối tượng là một khi và chỉ khi là chúng là nằm trên cùng một địa chỉ. Cùng địa chỉ. Như vậy là x mà là y bằng true đấy, bằng true nhé. Thì nó sẽ cái này sẽ tương đương. Tương đương với, tôi viết này cho nó tương đương với là gì, là id của x bằng id của y, tốt quá đấy, hai đối tượng mà là bằng nhau với id thì tương đương với là chúng là cái toán tử y. Còn để so sánh giá trị thì chúng ta dùng cái là x thì bằng bằng y, thì đây là cái dấu bằng này là toán so sánh giá trị, à, chú ý nhé. Nhưng mà toán tử y là so sánh đối tượng, toán tử bằng là so sánh giá trị, à, chúng ta chú ý. Thế em hỏi một tí á. Hỏi đi.
Thầy nói là cái đối tượng x em cho giá trị x bằng 10 mà thầy bảo là về cái địa chỉ ô nhớ của nó là không thay đổi, kiểu của nó không thay đổi, nó in nhưng mà value của nó thì có thể thay đổi. Thì bây giờ em cho x bằng 15 thì bây giờ tôi em lại cho lệnh x gán bằng 15 thì nó sẽ như nào ạ? Lúc đấy cái object nó sẽ như nào ạ? Đây nhé. Đó. Bây giờ mình cho lệnh x bằng bằng 15 Đổi nhá. giá trị đấy ạ. Được chưa? Vâng. X bằng 15. Thì cái Rồi. ID của nó. X bằng 15 nhé. Vì số nguyên là không, Thay cái này đổi. thì không đúng nhé. Thì x bằng 15 thì thôi được, vì dùng này thì không. X bằng 15 thì máy sẽ tạo ra một đối tượng khác. Một đối tượng khác. Một đối tượng khác cũng kiểu nguyên có giá trị là 15, và đối tượng này là không phải là cũ đấy nhé. Khi với cái x bằng Là 15 đối tượng thì máy tạo ra vâng vâng một đối tượng mới là có trị là 15, và cái ID của nó là khác hẳn. ID của nó sẽ khác với cái cũ. cảm ơn thầy ạ. Đây là mới đấy nhá. Cũ này, cũ là cái này, thấy không nào? Là kết thúc của nó là 7 7 1 20, thằng này kết thúc là 7 2 80. Như vậy là cái đối tượng mới này, 15 này, là khác với đối tượng cũ, được chưa? Đó. Khái niệm này thầy đã dạy đúng trước rồi ạ. Nhưng mà một số bạn chưa biết thì dạy lại. Alo. Vâng ạ. Mình đang bận nhé, mình đang xin lỗi, mình đang xin lỗi. Cái này mình nói lại thôi, nhưng mà hôm nay sẽ nói để nói sang phần sau, phần này mà chưa hiểu sang phần sau tôi nhắc lại một chút. Mà có một số bạn nghe rồi cũng không sao đâu, vì cái này nói lại vẫn được. Mà tôi sẽ nói sâu một chút nhé. Bây giờ như này nhé, như vậy khi tôi x bằng 15 thì bây giờ làm này mình là lạ này. Bây giờ cái y của tôi dùng dùng cái y nhé. Y của tôi vẫn là 10 này, ID của tôi của y nó là cái này nhé. Bây giờ tôi dùng cái lệnh là y cộng bằng 2. Này. Thì đây cái lệnh chúng tôi nói rồi đấy. Cái lệnh mà cộng bằng ấy là cái lệnh nó khác với lệnh là y bằng y cộng 2. Cộng bằng là nó sẽ cố gắng là nó sẽ tăng cái value của tăng cái giá trị của y lên 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 2, và nó vẫn giữ nguyên cái đối tượng y. Tức là cái lệnh y cộng bằng ấy, 2 là như sau, là cái lệnh mà nó sẽ làm như sau, nó sẽ chương trình nó sẽ cố gắng nó thay đổi cái giá trị này thôi của cái y thôi nhé. Đấy, và tăng lên 2. Đấy, thì đó là y bằng nhé, bằng 2 nhé. Tuy nhiên y là cái đối tượng dữ liệu là bất biến, cho nên là y không cho phép thay đổi cái giá trị. Cho nhớ lại nhé, y là kiểu dữ liệu nguyên là bản bất biến, không cho thay đổi giá trị. Cho nên cái y bằng y cộng 2 này máy sẽ làm sao? Máy sẽ tạo ra một đối tượng mới có giá trị là 12. Máy tạo ra một đối tượng mới có giá trị 12, và cái giá trị này là khác với cái y cũ. Cho nên là bởi ID của y đã được thay đổi. Đã được thay đổi là hai là y cũ đi cũ đây nhé. Đó, bạn chú ý nhé. Đấy. Được thay đổi. Đấy. Bây giờ tôi làm lại một lệnh khác như A này. Bây giờ tôi cho A bằng 1, 2, 3. Như vậy A đối tượng list là đối tượng dữ liệu là khả biến. Được chưa? ID của A đây nhé. Đó. Bây giờ tôi viết là A.append. Đây là cái lệnh là gì? Lệnh là bổ thay đổi dữ liệu A thôi, không thay đổi đối tượng A. Nó bổ sung 10 vào cuối của A và chỉ thay đổi cái giá trị của A, còn bản thân A vẫn không thay đổi, tức là bản thân đối tượng A không thay đổi. Khi tôi enter đây thì A thay đổi, đây A đã thay đổi, nhưng mà cái ID của A là không thay đổi. Là vì sao như vậy? Bởi vì A list là kiểu dữ liệu gì? Là kiểu dữ liệu khả biến. À, cho thấy nhé. Kiểu dữ liệu khả biến. Đó, thì chúng ta chú ý là nó có sự chú ý là để bìa, đây là những cái điều mà tôi muốn nói để chúng ta phân biệt về cái khái niệm là đối tượng và khái niệm dữ liệu. Được rồi, thì bây giờ tôi làm ngược lại. Thì bây giờ hai đối tượng mà cùng dữ liệu thì có hai thì hai đó là một hay không? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nhé. Đây. Tôi biết là x thì tôi gắn tiếp này, x thì tôi cho bằng 10 này. Bằng 10 nhé. Như vậy máy tạo ra một đối tượng là 10 và gắn x vào, trỏ x sang nhé. Bây giờ tôi viết là y bằng 10. Đấy. Thì liệu là máy tạo ra một đối tượng 10 có trùng với 10 cũ không? X có cùng là x là cùng giá trị rồi, vì nó cùng là 10 mà. Thì cái này là luôn là true rồi. Nhưng mà có phải là y hay không? Đấy, chúng ta coi kiểm soát này. Enter thử xem nhé.
nó là true. Đấy, như vậy chúng ta chú ý với số 10 thì khi x thì bằng 10, y bằng 10 thì thực chất là x thì nó trỏ vào một đối tượng là 10 thôi. Bây giờ làm tiếp theo này, x thì bằng 1.000, y bằng 1.000 thì x y vẫn là cùng giá trị đúng không nào? Mình kiểm tra x y có phải là một không nhé? X false không phải. Đó. Thì cái này giải thích như sau này. Tức là mà phần mềm Python cụ thể là Python đã cố định 256 vị trí đầu tiên của bộ nhớ làm cái là cố định ở ở trong bộ nhớ và cứng ở đấy. Như vậy tất cả các số mà nằm trong bảng mã ASCII nó là các số từ 0 đến 256 ấy, là 255 ấy, thì là khi mà tôi gán x thì bằng 17 xong là z bằng 17 thì vì 17 nằm trong khoảng từ 0 đến 255 cho nên là khi đó thì luôn là máy tạo ra một đối tượng cố định trong bộ nhớ và cố định sẵn và đó những x thì và z nó là một nhưng mà nó ngoài 256 thì nó sẽ khác nhau. Đã, thấy không nào? Hay tôi ví dụ như bây giờ đầu sự thực nhé, thì bằng 1.9, y bằng 1.9, được chưa? Thì x y đã là cùng cùng giá trị đúng không nào? Cùng cùng giá trị, nhưng mà kiểm tra x y của hai đối tượng khác nhau không? Thì là khác nhau. Như vậy đối với sự thực thì không phải như vậy. Với sự thực thì là bất cứ khi chúng ta tạo ra hai đối tượng bằng hai lệnh gán bất kỳ cùng giá trị đi nữa thì máy tạo ra hai đối tượng khác nhau. Thì là hai đối tượng khác nhau ở trong bộ nhớ. Vậy thì biết là A bằng 1,2, B bằng 1,2. Như vậy A, B là hai cái tên được chọn vào cái đối tượng 1, 2 là như vậy A, B là cùng giá trị đúng không nào? Cùng giá trị. Vậy kiểm tra A, B có phải là hai đối tượng khác nhau hay không nhé? Khác nhau. Đó, cho nên là chỉ trừ như vậy là Python chỉ trừ chỉ cố định là 256 cái số tự nhiên số nguyên đầu tiên là chính là các cái tự là chính là vị trí của các cái là cái bảng mã ASCII cũ là cố định trong bộ nhớ thôi. Còn lại khi chúng ta tạo ra một cái lệnh gán thì lập tức là máy tạo ra một đối tượng mới tinh ở trong bộ nhớ. Tạo ra một đối tượng tinh trong bộ nhớ và máy tạo ra khi mà tạo ra một đối tượng thì nó có bốn cái kiểu bốn thuộc tính mà chúng ta đã biết đấy. Là kiểu mà ID giá trị và reference cao. Được chưa? Và máy gán cái x vào chọn cái gì vào rồi như vậy các bạn tôi vừa nói nhanh các bạn cái phân biệt giữa cái đối tượng và giá trị. Bây giờ tôi nói sang cái phần thứ hai là tôi nói về cái mô hình namespace nhé. Mô hình namespace là cái cách mà Python quản lý các cái tên chính là các cái biến nhớ. Được chưa? Như vậy là khi mà chúng ta đặt một cái lệnh x bằng 10 chẳng hạn, hay là a bằng tôi lấy là x bằng 10 chẳng hạn, thì máy sẽ tạo ra một đối tượng là 10 vẫy chỉ trỏ vào và tất cả cái việc này sẽ được quản lý bởi một cái khái niệm gọi là namespace. Quan trọng đây tôi mô tả. Namespace. Thì namespace là cái gì? Namespace nó là một cái cơ chế, nó là một cơ chế là dùng để quản lý tên, các loại tên thôi. Là nó làm ánh xạ, nó là ánh xạ của các cái tên, của các cái vùng tên sang các cái đối tượng. Đấy, chỉ là như này thôi. Khi tôi biết x bằng 10 thì máy tạo ra một đối tượng là 10, tạo ra một đối tượng có cái value là 10. Một đối tượng trong trong ở trong trong Python và máy tạo ra một cái tên là x và trỏ nó sang như này, trỏ nó sang chưa? Như là một ánh xạ. Bây giờ tôi lại làm tiếp nhé, tôi lại làm tiếp với lệnh là y y bằng x thì máy tạo ra một tên là y và y bằng x thì x y nó sẽ trỏ vào trúng cái vị trí của x. Vậy tại thời điểm này, tại điểm y bằng x thì cái đối tượng này có hai cái tên là trỏ vào là x và y nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một đối tượng mới là a bằng 1, 2. Đó. Thì máy sẽ tạo ra một đối tượng mới ở trong một đối tượng mới mà nó có giá trị là nó là kiểu là gì? Là kiểu list và có giá trị là 1, 2.
và tạo ra một cái tên mới là A và chọn vào đây. Được chưa? Bây giờ làm tiếp một lệnh nhé. Tôi phải làm lệnh là x bằng x cộng 1. Đấy. Để các bạn thấy nhé. Như vậy cái lệnh x cộng 1 là cái gì? Là máy sẽ tạo ra một cái đối tượng mới. Một đối tượng mới. Không phải là x, đối tượng mới. Và máy gán giá trị của nó là bằng giá trị của x cộng 1. Như vậy với bài này thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng mới, cái câu là x cộng 1 nhé. Ta cũng trả lời luôn cho các bạn là cái trước tôi hỏi trên nhóm ấy, là cái lệnh là x bằng x cộng 1 nó khác gì với lệnh là x cộng bằng 1. Khi ta viết là x cộng 1 thì máy sẽ tạo ra một đối tượng mới. Đấy, đối tượng mới. Và có cùng kiểu với x của cái phép toán này, và giá trị của nó sẽ được lấy ra là bằng giá trị của x cộng với 1, tức là đây nó sẽ là 11, và cái đó x sẽ trỏ sang đối tượng mới này, x sẽ hủy cái này đi, x trỏ sang đối tượng mới đấy. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta phải trả lời câu hỏi là như vậy là cái x bằng x cộng 1 và x cộng bằng 1 khác nhau như thế nào thì như sau này. X bằng x bằng x cộng 1 thì máy sẽ tạo ra một đối tượng mới ở trong Python có giá trị là bằng giá trị của x cộng 1 và x sẽ trỏ sang đối tượng mới này. Vậy lệnh này sẽ luôn luôn là x cái đối tượng cũ là không trỏ nữa mà trỏ sang sang đối tượng mới, được chưa? Còn cái lệnh x cộng bằng 1 thì như sau thì máy sẽ cố gắng chương trình sẽ cố gắng là thay đổi cái giá trị của đối tượng x tăng lên 1. Thì trường hợp này thì nếu x mà là khả biến thì tự động giá trị nó tăng lên 1, x không thay đổi. Nhưng nếu x mà bất biến thì máy bắt buộc phải tạo ra một đối tượng mới và cho x sang. Như vậy là cái suy ra trong ở trong Python cái lệnh này thì nó sẽ đúng với số nguyên số thực. Số thực. Tức là hai này nó sẽ đồng nhất, tức là cái phép cộng nó là cái phép cộng. Phép cộng ở trong đây là ví dụ như là tôi để phần đây đó sau nhé. Như vậy hai cái lệnh này, ở trong Python đối với số nguyên số thực thì đồng nhất giống như là Pascal và C. Còn ở trong trong Python thì nó, nhưng mà x là không phải là x là không phải là số nguyên số thực. X ví dụ x là x là list thì nó sẽ khác nhé. Ví dụ như vậy. Được chưa? Như vậy cái lệnh này giúp cái làm phép cộng thì nó khác với là cái là cộng bằng. Khác như vậy. Rồi, thế bây giờ tôi làm việc làm tiếp một lệnh nữa nhé, ở chỗ này nhé. Tôi làm tiếp lệnh là a append 10. Thì lệnh này là chương trình sẽ trực tiếp thay đổi giá trị của a. Nhưng mà ở đây này nó sẽ đổi lại tăng lên là đổi lại là 1, 2 và 10. Mà cái a vẫn giữ nguyên, a không thay đổi. Đối tượng không thay đổi. Thì lệnh này như là một lệnh thôi và nó chỉ thay đổi cái giá trị của a thôi, còn đối tượng a là không không thay đổi. Đối tượng nó không thay đổi. Thay đổi cái value của cái đối tượng A thôi. Đó. Các bạn thấy chú ý nhé, như vậy nó rất là khác biệt. Chúng ta phải rất là hiểu rõ đâu khi mà chúng ta lập trình ấy mà chúng ta mà hiểu rõ thế này, lập trình nó rất là dễ, cảm thấy nó rất là dễ dàng hơn hẳn so với chúng ta cứ lờ mờ cứ tư duy giống như là Pascal thì vẫn không sao cả. Nhưng mà khi lập trình nó sẽ không cảm thấy là rõ ràng. Khi các bạn mà cảm thấy rõ ràng, à đây là đang là chúng ta đang làm việc với khả biến đây, đang làm việc với bất biến đây, thì tất cả mọi thứ nó rất rõ ràng. Lệnh này nó sẽ tạo ra đối tượng mới này là không, thì tất cả mọi thứ cảm thấy nó rất là sáng sủa, nó rất là rõ ràng. Chứ cái phần này là phần theo tôi là rất quan trọng mà rất là khó đối với các bạn. Như vậy là gì? Như vậy là cái namespace nó là như vậy. Namespace nó là cái cơ chế, là nó là một ánh xạ, nó là một ánh xạ để tạo ra các cái tên, để lưu trữ các cái tên, và tên nó trỏ sang là một, nó trỏ sang các cái đối tượng ở trong bộ nhớ. Được chưa? Thì trong cái chú ý về về namespace là như sau này nhé. Namespace như sau này, tức là trong một cái namespace ấy, trong một cái namespace, vì sao tôi dùng dùng số 1? Vì Python nó cho phép tạo ra rất nhiều namespace. Đây chỗ này là chỗ phức tạp, chỗ là phức tạp của Python, rất nhiều namespace. Nhưng ở trong một cái namespace cụ thể thì không cho phép lưu, không cho phép có hai cái tên giống nhau,
trong cái namespace nó chỉ có mỗi một cái tên chỉ nằm trong trong duy nhất là ở trong một cái namespace nhé. Không chỉ vậy, hai hai cái tên giống nhau, được chưa? Và cái ý thứ hai quan trọng là gì? Là một cái tên bất kỳ, một cái tên biến hoặc là hàm, có thể cả hàm nhé. Hàm sẽ được quản lý, bởi bởi một namespace duy nhất. Namespace duy nhất nhé. Đó. Không có chuyện là một cái tên mà là nằm trong cả hai, trong hai namespace, không có, chỉ nằm trong một namespace thôi. Và cái namespace đó là cái nơi mà quản lý cái tên này, hay là nói khác là cái vùng hoạt động của một cái vùng tác động của một cái biến là được quản lý bởi một cái namespace duy nhất, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý chỗ này nhé. Mà do đó tôi suy ra đây suy ra là trong trong chương trình trong Python có thể nó có nhiều namespace, được chưa? Có Ừ, thể nó có để nơi để có nhiều namespace, và cái namespace này hoạt động là độc lập với nhau. Suy ra là trong trong các namespace khác nhau, có thể là có tên có trùng tên, ít gì là mới tên nằm trong cái namespace 1, ít gì nằm trong namespace 2, được chưa? Ở trong namespace 1 này thì ít gì này là bằng bằng 10, trong namespace 2 ít gì nó sẽ là bằng là 1 2 như này, thoải mái nhé. Này, trong namespace thứ 3 là ít gì nó lại bằng là ABC là một cái sâu. Như vậy là trong các cái namespace khác nhau thì cho phép các cái tên là trùng nhau. Đấy, trùng nhau và giá trị của chúng có thể là khác nhau trong từng namespace. Một trong một namespace thì bắt buộc ít gì chỉ có một thôi, một ít gì. Trong các namespace khác nhau thì chúng ta sẽ nhìn thấy trên màn hình là có nhiều ít gì. Đấy, trên chỗ này chúng ta phải chú ý là khi chúng ta làm việc với biến, chúng ta phải hiểu rõ cái biến này đang nằm là cái biến được tạo ra bởi namespace nào. Chúng ta phải hiểu rõ. Và khi nằm trong cái namespace đó thì giá trị của nó là gì, kiểu của nó là cái gì, chúng ta phải biết rõ, không không bị nhầm lẫn giữa những cái này. À, chúng ta chú ý nhé, đây là một chỗ cũng rất cũng từ nơi khó của Python. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ để mua cho các bạn xem nhé. Là như vậy là cái như vậy là gì, cái Python quản lý các cái tên biến, các cái biến nhớ thông qua khái niệm là namespace. Thì cái namespace trong Python nó hoạt động như thế nào thì tôi sẽ mô tả nhanh, mô tả ở mức độ đơn giản để dạy cho học sinh, để cho học sinh ở mức độ mà chúng ta dạy cho học sinh sắp xếp giáo khoa thôi, thì là như thế này nhé. Chưa đi sâu hẳn nhé, như sau này. Khi mà chúng ta vừa mới khởi động chương trình lên, hoặc là chúng ta tạo ra một cái file chương trình, file py để làm việc, thì khi đó thì Python sẽ tạo ra đúng một namespace tạm thời là duy nhất đi, và tất cả các biến được tạo ra nằm trong cái namespace đó, thì cái namespace đó sẽ được gọi là namespace tổng thể, hay người ta gọi là global namespace. Nha, chúng ta chú ý nhé, namespace. Về namespace, cái global namespace là cái namespace được tạo ra khi chúng ta khởi động cái chương trình chương trình Python nằm nó hoạt động ở trong cái môi trường tương tác đó. Hoặc chúng ta tạo ra một cái file py mới, thì cái bên ngoài cái vùng mà toàn bộ vùng bên ngoài các cái hàm ấy, thì người ta gọi nó là các cái người ta gọi nó là có một cái namespace duy nhất, thì đó là namespace là tổng thể hay là global. Thì mọi cái biến mà được tạo ra ở trong cái vùng global namespace này được gọi là biến tổng thể. Tức là cái biến này là được gọi là biến tổng thể, giống như là biến tổng thể giống như là ở trong Pascal và C. Được rồi. Tiếp, chúng ta chú ý nhé, tiếp theo chúng ta biết trong một chương trình của Python chúng ta được tạo ra rất nhiều hàm, đúng không nào? Đấy, thì mỗi một cái hàm, khi chúng ta tạo một cái hàm số nhé, tạo ra một cái hàm bất kỳ ở trong dùng cái chúng từ khóa là def để tạo ra một cái hàm, thì mỗi hàm như vậy lại là một cái namespace riêng, mỗi hàm ứng với là một namespace riêng. Chúng ta hiểu nôm na là namespace nằm bên trong cái global namespace này, gọi nằm trong thôi nhưng mà nó được điều khiển độc lập hoàn toàn với nhau. Thì cái namespace của một hàm người ta gọi là local namespace, local namespace.
Được chưa? Mà các biến được mô tả ở trong hàm thì biến này nó gọi là biến local. Đây, biến này nó gọi là biến local, hoặc là biến địa phương nhé. Như vậy cái tên biến này nó giống như là Pascal và C. Nhưng mà cách quản lý của Python là nó khác hẳn hoàn toàn so với cách quản lý của C và Pascal. Như vậy là gì? Một biến mà được tạo ra ở bên trong hàm thì biến đó là biến là nằm trong cái local namespace, và nó hoàn toàn độc lập cái biến nằm bên ngoài là biến là nằm trong cái local namespace. Bên trong một hàm là local namespace. Được chưa? Mà các biết rồi là trong trong một chương trình thì có rất nhiều hàm. Bây giờ một chương trình của chúng ta là có 5 cái hàm, như vậy có 5 cái local namespace khác nhau. Mà hoạt động đầu lưu với nhau. Có thấy nó phức tạp không? Nó rất là phức tạp đấy. Và nếu như mà hàm lại chứa hàm nữa, một cái hàm để chứa hàm con, thì như vậy cho thấy như vậy là một cái local namespace nó có thể là chứa, nên một local namespace nó để chứa bên trong nó là một cái local như vậy, các cái local namespace nó có thể nằm trong bên trong lồng với nhau rất là nhiều lần như thế này. Nhưng mà mỗi một cái namespace như vậy là hoạt động là độc lập với nhau, được chưa? Chỗ này đâu phải là chỗ Đấy, như hẹp vậy có lẽ bốn. chú chú ý nhé. Đây là những chỗ mà theo tôi là rất khó luôn đấy. Là rất là khó Python. Nhưng mà chúng ta chỉ làm bây giờ chúng ta chỉ đơn giản thôi là như vậy. Như vậy là global namespace là cái không gian tên mà quản lý tất cả các biến tổng thể. Còn local namespace là cái namespace của từng cái hàm một, và quản lý các biến ở bên trong hàm. Như vậy là biến bên trong hàm quản lý độc lập hoàn toàn cái biến ở bên ngoài hàm, vì chúng nằm trong hai cái namespace khác nhau. Chúng ta nhớ lại luôn nhớ lại hai luôn nhớ lại hai ý này. Trong một namespace thì không cho phép hai tên giống nhau, nhưng mà Nghĩa là một được. tên một tên sẽ được quản lý bởi chỉ một namespace duy nhất thôi. Do đó là trong nhiều namespace khác nhau thì có thể có cùng tên được thoải mái, thì nó chỉ duy nhất ở bên trong một cái namespace thôi. Còn hai namespace khác nhau thì cho phép đặt tên là cho phép đặt tên là trùng nhau thoải mái. Đấy, được chưa? Rồi thì bây giờ như vậy là khi mà chúng ta làm việc với Python thì khi chúng ta làm việc luôn có một cái global namespace, đúng không nhỉ? Luôn có một cái global namespace nhé. Và bên trong cái chương trình của chúng ta có nhiều local namespace. Đây là một local namespace, một local namespace, đây là hàm thứ hai, đây là hàm thứ ba, đúng không? Thì tất cả cái này nó đều là local hết nhé, namespace hết nhé. Đấy. Local nhé, namespace nhé. Bên ngoài là x y z, bên trong cũng là x y thoải mái như này, được chưa? Đó, và nó độc lập với nhau. Để chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì rồi thì ở bên trong hàm là được phép tạo ra các cái biến trùng với tên bên ngoài hàm. Bạn thấy như vậy khác chưa? Như vậy là ở trong Pascal và C để biến tổng thể thì bên trong hàm không thể tạo ra được nữa, nó dùng dùng chung như thế này không. Bên trong hàm là biến khác, bên ngoài hàm là biến khác, cho nên là cái biến tổng thể là được điều khiển bởi cái gì? Điều khiển bởi là global namespace, còn biến địa phương được điều khiển bởi cái local namespace, và Đấy. hai cái namespace này là khác nhau. Bạn chú ý nhé, là khác nhau đó. Khi mà tôi tạo ra một biến x nằm trong local namespace rồi thì cái đó x là nó có tác dụng ở bên toàn bộ ở bên trong hàm, và khi chúng ta truy cập vào x, chúng ta gọi x thì nó chính là cái biến là cái biến nằm trong cái local namespace thôi. Được chưa? Rồi, thế bây giờ ở trong cái local namespace nhé. Đây, trong cái local namespace này như thế này, trong trong cái local namespace này chẳng hạn, thứ ba này nhé. Namespace này ta chú ý nhé. Giả sử ở bên ngoài hàm có các cái biến là x bằng 10, y bằng 12, z bằng là 1.2 chẳng hạn, ví dụ đấy nhé. Bây giờ cái local namespace thứ nhất được khai báo x y thoải mái, x y độc lập. Local namespace thứ hai tôi khai báo là x y z thoải mái, được chưa? Rồi, thì trong local namespace thứ ba tôi không khai báo x gì, mà tôi khai báo là biến là t. Nhé. Thế bây giờ t bằng x cộng 1 có được không? Được. Đấy. Chúng ta chú ý nhé, ở trong trong local namespace nếu mà chương trình của chúng ta truy cập vào một cái tên biến x gì nào đó
mà x này này không có ở trong cái local namespace này thì máy sẽ tính ra ở bên ngoài đó. Như vậy là hay là gì, hay là như vậy là ở trong local namespace được phép truy cập đối tượng và giá trị của một cái biến nằm bên ngoài, nằm ở bên chân chân global namespace. Để chúng ta chú ý đây điểm khác biệt nhé. Như vậy là ở trong local namespace được phép quản lý riêng các cái biến nhớ của mình, đồng thời được phép truy cập các cái đối tượng nằm ở global namespace. Trên tôi vẽ lồng trong với nhau là như vậy. Còn cái local namespace này này nhé thì không cho phép truy cập biến ở ở ở đây thì không không được. Cái này là không được. Ở đây không thể truy cập biến ở đây cũng không được nhé, cũng không được. Nhưng được phép truy cập một biến này bên ngoài thì được. Viết là a bằng bằng 1 2 thì ở trong trong game này chúng ta được phép dùng lệnh là ví dụ như là print a thoải mái, print a ok. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi ví dụ cho các bạn xem nhé, đây. Để tôi viết a là một cái biến đây, a là một cái biến bên ngoài nhé. Khi viết tôi viết như thế này. Khi tôi viết như thế này thì là a sẽ là một cái biến nằm ở bên ngoài. Biến biến tổng thể. À, cái lệnh sau đây cho phép chúng ta là in ra cái danh sách, in ra cái namespace tổng thể. Là lệnh này nhé, lệnh là global, chúng ta chú ý lệnh này. Đây là cái lệnh ở bất cứ đâu. Đây là cái lệnh để in ra được hiển thị cái namespace tổng thể. Rất hay lệnh này nhé. Lệnh này hiển thị các đây này, chúng ta có x này, x trỏ vào 1.9 này, đây y trỏ vào 1.9 này, a trỏ vào 1.2 này, z trỏ vào là 17 này và b trỏ vào 1.2. Bạn hiểu không nào? Thì ở đây như vậy đây. Đây chính là mô tả cái gì? Đây chính là mô tả cái namespace. Cái namespace tổng thể. Được chưa? Bạn có hiểu không nhé? Nếu mà chúng ta học sâu hơn nữa nhé thì đây chính là cái khuôn dạng của cái đối tượng dữ liệu, nó gọi là từ điển. Trên nhiều sách, các bạn đọc sách, nhiều người nói là nhiều người hiểu nhầm là cái namespace là một cái mô hình từ điển, nhưng không phải. Đây chỉ là cách thể hiện cái lệnh global là cái lệnh mà hiển thị cái thông tin namespace bằng bằng cái mô hình từ điển, là danh sách các cái biến trỏ và các cái đối tượng bằng dấu hai chấm. Thì ở trong Python thì cái này người ta gọi là từ điển. Chứ vấn đề như vậy a là biến tổng thể nhé. Bây giờ tạo ra một cái hàm f, thì cái f hàm f thì máy tính sẽ tạo ra một cái namespace riêng của f, là nó gọi là local namespace. Ví dụ tôi bán x bằng 20 thì khi 20 này bạn chú ý đây là cái biến của cái namespace của f thôi. Đây là biến biến local nhé, nó khác với biến x này nhé. Ở trên này là x 1.9 là biến tổng thể, còn đây là biến local thôi, nhưng mà nó khác nhau. Như vậy là cho phép gì, cho phép trong hàm là tạo ra cái biến trùng với tên biến ở bên ngoài hàm thoải mái. Đây là biến tổng thể nhé, đây là biến địa phương nhé. Bây giờ tôi viết như này, tôi viết là tôi tạo ra một cái biến mới là c đi. Tôi viết là bằng là a cộng với một cái 5.6, được không? Đấy. Thì ở đây chú ý nhé, đây như vậy lệnh này là như sau này. Ở đây là gì, ở đây x là biến local nằm trong cái namespace của f, c là biến local nằm trong cái namespace của f, và biến c này nó truy cập vào giá trị a. A không phải là biến nằm trong namespace F, nằm trong local namespace. A là biến tổng thể. Thì ở chỗ này phần mềm sẽ khi phần mềm truy cập vào A, vì A không phải là biến trong local namespace F, chuyên máy sẽ tìm ra bên ngoài và thấy rằng A là biến tổng thể, và máy sẽ tạo ra đây là A là một một là cái dãy 1 1 2 và cộng với dãy 5 6, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ print, chúng ta sẽ Ừ. print ra là lại để không lỗi. Bây giờ tôi cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ in ra, đồng thời tôi in ra cái local namespace.
Thì cái lệnh là global là cái lệnh là chỉ ra cái hiển thị cái thông tin của cái global namespace. Các chú ý nhé. Không, Là từ namespace từ cái từ. không gian tên tổng thể. Còn cái lệnh là local, là cái lệnh là hiển thị cái local namespace. Và bây giờ tôi dùng cái lệnh là print, tôi sẽ in ra đây. Đấy là như vậy cái lệnh này của hàm F thì nó sẽ in ra cái local namespace của hàm F. Và các bạn thấy như vậy, cái local namespace nó khác gì với global namespace. Đã chú ý nhé. Bây giờ đây tôi và tôi end thôi, không gì cả. Kết thúc của cái dùng lệnh là return để kết thúc nhé. Return không trả lại gì. Là kết thúc này. Xong. Mà tôi vừa tạo xong cái hàm F. Rồi bây giờ chạy nó nhá. Khi mà chạy dùng này chạy này, khi chạy hàm F thì máy sẽ làm xong, máy sẽ đầu tiên máy sẽ tạo ra một cái biến nhớ biến local ở trong F đặt là 20. Xong biến sẽ tạo ra biến mới là C là biến số 2. Biến số 2 là bằng phép cộng của hai cái dãy, và cái A này này nó sẽ lấy giá trị của A từ từ bên ngoài. Như vậy là bên bên trong local namespace được phép truy cập các cái biến nằm ở bên ngoài, nằm ở trong global namespace. Xong máy in ra C và in ra cái local namespace của F. Chạy thử nhé. Thế này. Đấy, thì đây đây là đây đây chính là C này, được chưa? Và đây chính là cái local namespace của F, cùng có hai biến là biến x bằng 20, thấy không nào? Khác với biến như thế này nhé. Ở trên đây x là biến tổng thể là 1.9 này, ở bên trong F thì x là 20 này đó, và C chính là bằng cái này đấy. Bạn hiểu không? Mà đây chính là cái namespace của F, còn đây là cái global namespace. Như vậy là trong chương trình của Python là nó cho phép chúng ta là cùng một lúc là có là tại một thời điểm này luôn có một cái global namespace ở bên ngoài, global namespace được chưa? Và có nhiều local namespace, mỗi một hàm số, mỗi một cái lệnh dep là có một cái local namespace riêng. Thấy không nào? Và trong namespace là hoạt động độc lập với cái global namespace nhé. Và bên trong hàm được truy cập ra bên ngoài. Như vậy là biến tổng thể, như vậy là trong trong Python chúng ta chú ý là biến tổng thể không có tác động ở bên trong hàm. Vì là vì sao? Vì là đó là hai cái vì ở bên ngoài và bên trong hàm là hai cái namespace khác nhau. Suy ra là biến ở bên ngoài không có tác động ở bên trong hàm. Ngược lại, biến trong hàm không tác dụng ra bên ngoài hàm. Đó Cứ làm là ý thứ để hai. Ý thứ ba là bên trong hàm được phép truy cập các biến ở bên ngoài hàm. Được, ok, là ý thứ ba. Vì quả thấy vì tôi quả thấy là bên là vì cái local namespace là nó hiểu nó nằm bên trong cái global namespace, cho nên bên trong bên bên trong local namespace được phép truy cập các cái biến ở bên ngoài hàm, ở bên ngoài nhé. Và ý thứ ba là trong sách giáo khoa viết đấy là ở nếu mà chúng ta muốn một cái biến x gì ở bên ngoài này là được dùng lại ở bên trong hàm thì chúng ta khai báo được là global, chúng ta khai báo global x gì, khi đó x gì ở bên trong, x gì khi đó x gì vừa là biến ở bên trong vừa là biến ở bên ngoài, chạy như bình thường đó. em Chúng ta hiểu chưa? Nhưng mà đây tôi vừa nói nhanh các bạn cái khái niệm là namespace, và chúng ta phân biệt cái khái niệm là global namespace và local namespace rất quan trọng luôn. Nôm cũng na được. là global namespace là cái vùng tên dùng để quản lý các cái biến tổng thể, được chưa? Quản lý biến tổng thể. Còn cái local namespace là dùng để quản lý tất cả các biến địa phương. Chúng ta chú ý hai cái này nhé. Và vì là trong trong Python thì mọi cái biến chỉ nằm trong một namespace thôi, chỉ là một cái biến luôn chỉ nằm trong một, hoặc là global namespace hoặc là local namespace. Nhưng vì chúng độc lập với nhau cho nên là được phép là trùng tên, cho nên các bạn chú ý rất là cẩn thận khi mà bên trong một cái bên ngoài cũng có biến tổng thể, bên trong cũng có biến địa phương mà trùng tên với nhau thì chúng ta phải chú ý khi nào thì ta dùng ở đâu. Chỗ này là chỗ cũng hơi 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 phức tạp đây, nhìn khi chúng ta sử dụng biến là phải chú ý nhé. Đó, như vậy là global namespace và local namespace nó là như vậy. Global namespace là cái vùng tên để quản lý tất cả các biến ở bên ngoài hay là biến tổng thể. Còn local namespace là cái vùng name, là vùng tên để quản lý những cái biến ở bên trong một hàm cụ thể.
Rồi. Được chưa? Thế bây giờ tôi nó sẽ nói sang cái em đi tiếp theo mà tôi muốn nói là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ em sẽ cùng nhau xem lại cái khái niệm là cái gọi là tham số và đối số của hàm. Khi mà tôi tạo ra một cái hàm đây, f x phẩy y như này. Dụ tôi viết là z bằng là x cộng với y cộng với 10, thế như vậy thôi. Xong tôi return z. Thì khi tôi gọi hàm, tôi gọi là f là 1,2. Đó. Thì ở trong sách giáo khoa cũng biết rõ rồi. Là cái xy là khi chúng ta khai báo thì những cái tham biến mà mô tả trong lời khai báo, trong lời gọi hàm ấy, trong mô tả hàm ấy, thì cái này người ta gọi là tham biến, hay là gọi là tham số của hàm, tham số của hàm gọi là parameter. Còn khi gọi hàm cụ thể nó sẽ truyền nó sẽ cụ thể chị lên view đây là 1,2, thì cái 1,2 này người ta gọi là tham, nó gọi là đối số của hàm. Tôi có thể viết như sau, viết là a bằng 20, b bằng 10, tôi có thể gọi là f a phẩy b. Thì cái ab này mặc dù nó là các cái giá trị của các cái biến nhé, nhưng mà khi gọi hàm thì nó gọi là đối số đó. Cho nên là như vậy, khi mà nhắc khái niệm của hàm ở trong Python, khi nói đến cái tham số của hàm ấy, thì ở trong Python người ta định nghĩa có hai loại. Một là tham số của hàm, hai là đối số của hàm. Nghe chúng ta chú ý định nghĩa này. Cái này thì anh nó là parameter nhé. Để nhận nó ăn bắt Còn gì đối nhau số để nó nhau là argument này. Đấy. Được chưa? Tham số là những cái tham biến được mô tả khi trong trong lời gọi hàm, khi chúng ta khi trong trong hàm khi chúng ta không mô tả hàm. Còn đối số là những cái đại lượng, những cái đối tượng được mô tả khi chúng ta gọi hàm, thì nó là cái màu trắng. đối số. Thế câu hỏi vì sao, câu hỏi này vì sao lại đặt ra là tham số và đối số, sao không đặt một tên đi? Câu hỏi rất hiển nhiên là như vậy nhé. Và một câu hỏi thứ hai là cách truyền dữ liệu vào là như thế nào. Ở trong Pascal chúng ta đã biết là cách truyền dữ liệu qua hàm là nó cùng hai loại cách truyền dữ liệu, cách truyền dữ liệu ở trong Pascal là có hai loại là truyền tham trị. Chúng ta hiểu tức là gì, tức là truyền vào, giá trị truyền vào thôi, còn biến là không truyền vào. Loại thứ hai là truyền tham biến, đó là tức là trong Pascal. Và hai cái này là những cái này là các bạn đã rất rất thạo rồi, chúng ta dùng hàng ngày đối với Pascal và cả C nữa. Cho nên là chúng ta đã quá quen với, đầu óc chúng ta đã quá quen với hiệu là tham trị và tham biến. Thế việc quay sang Python thì như thế nào, thì bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi này nhé. Trả lời là như vậy, cái cách truyền qua đối số của hàm ở trong Python thì nó là tham trị hay là tham biến hay là một dạng khác. Được rồi, thì việc trước tiên tôi nói về cái đầu tiên tôi nói cái ý đầu đã, là chúng ta sẽ giải thích, có ít ra cũng giải thích là vì sao người ta gọi là tham số và đối số, sao lại không đặt không không nói cùng cùng một định nghĩa, thì tại sao lại phải đặt ra hai hai tên phức tạp thế, tại sao lại vừa là parameter tham số mà lại vừa là argument. À, thì chỗ này là chỗ chú ý. Ở trong trong chương trình của chúng ta là không nói, sách giáo khoa trong sách giáo khoa cái đó chính thức chỉ nó cũng định nghĩa thôi, để phân biệt là tham số là những cái khai báo. Khi chúng ta dùng khai báo hàm thì gọi là tham số, khi chúng ta gọi hàm thì nó gọi là chúng ta gọi là đối số. Còn không giải thích là vì sao lại như vậy, không giải thích sự khác nhau giữa hai cái. Thế bây giờ tôi sẽ nói nhanh nhưng mặc dù rất đơn giản thôi, nói ít ban đầu tiên thôi, là chúng ta sẽ học sang cái phần nó tiếp theo, là tôi sẽ mô tả một số các cái phân loại tham số và lát nữa sẽ phân loại đối số. Và chúng ta thấy là Python nó phân biệt sự khác nhau rất là cơ bản, khác nhau hoàn toàn giữa tham số và đối số. Chính vì vậy mà nó phải đặt tên khác nhau, không thể đặt chung nhau cái tên được.
vì hai đó là hai khái niệm khác nhau mà phân loại nó khác Ừ. nhau. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ mô tả khái niệm là mô tả cái ý là phân loại tham số khi khai báo hàng. Được chưa? Rồi. Được chưa? Ở đây ở đây là ví dụ nhất, đây là tôi khai báo một cái hàm. Hàm này có hai cái tham số là x và y. Được chưa? Và hàm này là như sau, hàm này là máy tính sẽ tạo ra một cái trong hàm thì máy sẽ tạo ra một cái biến địa phương tên là z. Z sẽ bằng là x cộng y bằng 10 nhé, và trả giá trị là z. Được chưa? Bây tôi gọi hàm này, khi tôi gọi hàm thứ nhất là gọi là một, máy báo lỗi ngay lập tức, vì vì là sao, vì là máy đâu mà vì khi mà gọi hàm thì nó phải gọi đủ hai cái tham số, được chưa, đủ hai cái tham số là xy, đây có một thì là nó sai, nhưng khi gọi f một hai thì máy hiểu ngay, được chưa. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả như sau này. Thì trường hợp này, trường hợp khai báo không có gì này thì cả hai cái tham số xy này người ta gọi là tham số bắt buộc. Tham số bắt buộc. Bây giờ tôi khai báo lại nhé, khác nhé, bây giờ là tôi khai báo này, def số mũ chẳng hạn. Bài này tôi muốn là mô tả là x thì mũ y nha, x thì mũ y viết như thế này, và tôi viết là return là x thì y. Được chưa? Thì đây là khai báo bình thường, nhưng bây giờ tôi khai báo như này, tôi khai báo là y bằng hai đấy, enter đấy, y bằng hai, thì với cái khai báo y bằng hai ở trong cái khai báo của hàm số mũ thì tôi có thể viết là số mũ, ví dụ tôi viết là 2 3 thì vẫn là 2 mũ 3 đúng không nào, nó ra là 3 8, thì tôi viết là số mũ 10. Máy có máy lại được không, máy có lỗi không, không lỗi, không lỗi đó. Như vậy là ở đây cho thấy là khi khai báo một cái hàm ấy thì cho phép là gán cái đuôi y bằng vào đây đó, được chưa. Bạn đợi một chút đi, alo, không 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 không, được chưa. Thì như sau này, như vậy là khi khai báo các cái tham tham biến của hàm thì như vậy nó có hai cách khai báo, một là khai báo như bình thường như thế này, hai là khai báo là cái tham biến đó sau là bằng giá trị nào đó, được chưa. Đấy, thì chúng ta thì đây là hai cách khai báo các cái tham biến của hàm. Suy ra là cái tham biến là cái tham số, chứ không phải tham biến, cái tham số của hàm được phân làm hai loại như sau. Đây, để chúng ta chú ý nhé. Đây. Khi tôi viết là khai báo một cái def f, ví dụ như là x, sau đó là phẩy y bằng 2, đấy, 2 chấm xuống dòng, xong đây các lệnh của nó đây. Thì máy hiểu như sau nào. Thì kia x là cái tham số này, người ta gọi là cái tham số, người ta gọi là tham số bắt buộc, bắt buộc. Còn cái y bằng cái này thì người ta gọi là tham số lựa chọn, tham số lựa chọn, số lựa chọn đó. Vậy suy ra thì sẽ là cái khái niệm tham số ở trong khai báo hàm là người ta phân loại hai loại, một loại tham số bắt buộc và hai tham số lựa chọn. Tham số bắt buộc là cái gì, là tham số mà khi gọi hàm thì bắt buộc phải có nó ở trong trong người gọi hàm, bắt buộc. Còn tham số lựa chọn là tham số có dấu bằng, ở đây thì là khi gọi hàm thì có thể bỏ qua không cần có nó nữa. Thì khi bỏ qua thì máy hiểu thì máy sẽ gán cứng cái này bằng hai, mặc định là tham số, cái tham số lựa chọn một số sách còn viết là tham số mặc định, tham số mặc định là nó có sẵn một giá trị mặc định ban đầu, khi mà không có nó nữa thì máy vẫn hiểu. Nhưng mà khi tôi viết, tôi khai báo là x y bằng 2, khi gọi hàm thì có thể gọi hàm này, khi tôi gọi hàm tôi gọi là 10 3 thì máy hiểu là chính là y chính là x bằng 10 và y bằng 3. Khi tôi gọi hàm là f 5 thì máy hiểu là gì, máy hiểu là x là 5 còn y thì là y bằng 2, y bằng 2.
Cho nên là nếu mà một cái tham số mà là lựa chọn ấy thì khi ngoại hàm có thể bỏ qua, có thể bỏ qua và không cần không cần nó nữa. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là cái tham số của hàm là chúng ta quy định lại là nó được chia hai loại là tham số bắt buộc mà tham số lựa chọn. Tham số bắt buộc là tham số mà khi mà mô tả hàm nó chưa đúng đúng chưa đúng cái tham số đó thôi. Còn tham số lựa chọn là khi mô tả hàm nó phải có cái là y bằng nó phải có giá trị là biến biến bằng giá trị. Đây là cái giá trị mặc định. Thì nếu mà khi chúng ta gọi hàm mà cái mà thay biến này không có thì máy sẽ gọi là cái này. Máy sẽ gọi cái giá trị này mặc định. Cho đang hiểu không nhỉ? Bây giờ nhá, bây giờ chúng ta nhớ lại cái lệnh print rất dễ hiểu thôi, lệnh print đây. Lệnh print nhé, tôi viết lệnh này là 12 này x in ra nhé. Đây là 12 mà một trung tính, bây giờ tôi lại print 12 phẩy x thì không phải n bằng, chúng ta nhớ lại cái lệnh này không, n bằng thì cái vì sao cái lệnh print này lại không không có cái tham số n mà đây có tham số n, bởi vì sao, bởi vì là gì, bởi vì là ở trên lệnh trên này thì là cái n là vì n là tham số mặc định cho nên là khi mà tôi gọi thế này là máy vẫn hiểu đấy, hiểu tức là mặc định mà nói thì tham số n nó chính là ký tự xuống dòng nhé, đó thì nó xuống dòng. Còn đây tôi thay đổi đi thì thấy như thế này, cho nên là cái ví dụ như là cái tham số n ở trong cái lệnh print đó chính là tham số mặc định. Như vậy là cái tham số tổng kết lại là tham số của hàm nhé, trong hàm chúng ta chú ý tổng kết lại là tham số này. Tham số của hàm là những tham số được mô tả khi ta khai báo hàm thì chia làm hai loại, một loại là tham số bắt buộc, và hai là tham số lựa chọn. Tham số lựa chọn, tham số bắt buộc chỉ cần ghi tên tham số là được thôi, còn tham số lựa chọn thì bắt buộc phải ghi là tên bằng giá trị. Nhưng mà khi tham số lựa chọn chúng ta chỉ việc ghi tên, còn lựa chọn thì là bắt buộc chỉ ghi tên thôi, là chỉ ghi tên tên biến là đủ, tên biến tên tham số đúng không? Còn tham số lựa chọn thì phải ghi rõ ràng là biến biến bằng giá trị. Thì khi chúng ta gọi hàm thì tham số bắt buộc thì bắt buộc phải phải ghi, còn đối với tham số lựa chọn thì có thể khi cũng có thể không cũng được, không sao. Như vậy là một cái hàm ở trong ở trong Python chúng ta có thể khai báo nó có nhiều tham số nhé, đó là v1 v2 vn. Thì trong số cái tham số này thì có thể có một số tham số là bắt buộc, một số tham số là lựa chọn, nhưng mà yêu cầu như sau, điều kiện như sau. Điều kiện là tất cả các khai báo lựa chọn phải nằm ở bên phải, không cho phép là như thế này, không cho phép là ngược lại, không cho phép là khai báo như này, không cho phép là khai báo, không cho phép khai báo là như thế này, ví dụ như là def f x xong là y bằng một tham số lựa chọn xong lại z thì không cho phép như thế này. Thế này là máy báo lỗi ngay, vì các tham số lựa chọn phải để phía cuối, nằm bên cuối hết. Máy báo lỗi ngay lập tức, enter lời máy báo lỗi ngay. Thế này được nhá, là ghi này df này f này x này y này xong z bằng 1 xong t bằng 0 thì được. Thế này thì là vô tư. Nhưng mà với cái hàm này nhầm nhầm, chỗ này phải là z thì biết lại nhé, sửa lại một tí ở chỗ dưới này. Lỗi 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 đấy, nghe mình viết lại này, đây đây là phần z được chưa, nhưng mà là x y này z bằng 1 và t bằng 0. Như vậy là cái hàm này vẫn là cái hàm này là vẫn có bốn cái bốn 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 cái tham tham số là x y z t, nhưng mà x y là tham số bắt buộc phải có khi gọi hàm, còn z t thì có thể có hoặc không. Nếu mà z không có thì máy hiểu đó là một,
T không có thì mới hiểu đó là không. Các bạn học hiểu như vậy, đây là cái như vậy định nghĩa chính xác khái niệm là tham số, được chưa? À, tham số của hàng. Nhưng mà có thấy nó khác với chỗ này, chỗ rất là khác với Pascal, chú ý nhé. Bây giờ tôi mô tả sang cái thứ hai là bây giờ, đây là vừa tôi nói về cái cách mô tả hàm là tham số thôi, mà khi gọi hàm là như thế nào. Đây. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai là phân loại đối số của hàm khi gọi hàm. Được chưa? Giờ bây giờ tôi quay lại cái này, tôi quay lại tôi mô tả. Z đi. Mà sử dụng mô tả có ba cái biến nhé và ba cái tham số nhé. Thì cái gọi hàm là như thế nào? Đây tôi ra tham số nhưng mà tôi return đơn giản. Tôi return là x thì mũ y xong là cộng z ví dụ thế nhé. Đơn giản. Rồi thế bây giờ tôi gọi hàm này. Cái gọi hàm thì nó là đấy thì nó là đối số đúng không nào? Đây ví dụ f gọi hàm là gì? Là 1 2 3 đây thì ngon lành đúng không nào? Có thể viết là a bằng 10 b bằng 2 c bằng 1 đi. Đây thì là f a phẩy b phẩy c vô tư đúng không nào? Đấy. Được chưa? Đấy. Thì khi gọi là a bc này thì a này này cái đối số thì gọi hàm là gọi đối số nhé, không gọi tham số nữa nhé. Thì cái a này là đối số thứ nhất của a ứng cái tham số là x y b là tham là cái đối số thứ hai của hạng của f ứng với cái tham số là y nhé. Và c là cái đối số thứ ba của f ứng với cái tham số z. Được chưa? Đó. Thì khi gọi gọi hàm như này này thì các đối số ABC này người ta gọi là đối số bắt buộc. À, không, 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 nhầm. Gọi là đối số vị trí. Được chưa? Đó, vị trí tức gì? Tức là mà đối số vị trí là gì? Là đối số mà vị trí của nó phải chính xác so với cái vị trí của tham số khi mà chúng ta khai báo hàm. Tức là A phải ứng chặt chẽ với x y phải ứng b phải ứng đúng với là y và c phải ứng đúng với vị trí của z. Thì khi gọi hàm như này thì ABC người ta gọi là đối số vị trí đó. Vì chúng ta có thêm một khái niệm nữa là khi gọi hàm như vậy thì bây chúng ta sẽ sang cái lần thứ hai là phân loại đối số. Phân loại đối số nhé. Rồi thì cái loại thứ nhất là nó gọi là đối số vị trí. Số vị trí nhé. Tức là cái đối số khi chúng ta mà truyền vào giá trị và vào hàm bằng cái biến hoặc bằng giá trị cụ thể nào đó thì cái vị trí của nó là phải chính xác so với cái khai báo. Được chưa? Khi gọi hàm gọi giá trị là a b c thì a ứng với cái vị trí đầu tiên, b là vị trí thứ hai, c là vị trí thứ ba, đây là vị trí một, vị trí hai, ứng vị trí ba. Bây tôi gọi hàm tiếp theo, tôi gọi một lần nữa, tôi gọi là f, tôi viết là b c a thì b vẫn gọi là vị trí thứ nhất, c là vị trí thứ hai và a vị trí thứ ba, vị trí luôn chính xác thì người ta gọi cái này là đối số vị trí nhé. Khi tôi gọi là f abc như này, khi tôi gọi là f f là b c a thì khi đó thì cái b này này cái truyền giá trị b này vào, b là bằng 2, ứng với là x gì đúng không, c sẽ là ứng với gì, sẽ là ứng với là y và a ứng với là z đấy, nó đúng đúng vị trí luôn, giá trị ở đây là khác rồi. Tôi gọi f tôi gọi là c b a thì như vậy là c ứng với vị trí thứ nhất của lời gọi hàm của khai báo hàm, b là vị trí thứ hai và a là vị trí thứ ba thì ứng với nó là đúng vị trí. Thì cách gọi hàm theo kiểu này là người ta gọi là các đối số này là đối số vị trí. Thì đa số các lời gọi hàm mà chúng ta mới biết đều là đối số vị trí hết, thì nó hoàn toàn cách gọi hàm này là giống với Pascal và C là vị trí một phải ứng với là một, vị trí hai với hai ứng ba, ba ứng với ba, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Được rồi. Thế bây giờ có một cách gọi thứ hai, cái gọi thứ hai
Thì cách gọi thứ hai là cách gọi như sau, là cách cách gọi thứ hai là cách gọi này, tôi sẽ ký hiệu như này. Nhưng đối số nó có hai loại, một loại là đối số vị trí, loại thứ hai nên là đối số hóa. Cái này là khó nhất này. Cái này là đối số hóa. Đối số hóa. Được chưa? Đối số hóa là cái gì? Đối số hóa là khi mà gọi hàm thì tôi sẽ gọi trực tiếp cái giá trị, tôi sẽ gọi trực tiếp, chỉ ra trực tiếp cái giá trị của cái tham mà số đó ở trong lời gọi hàm. Đây, ví dụ như cái lời gọi này là hàm của tôi làm x y z. Đây, khi tôi gọi hàm thì tôi có thể gọi bất kỳ, để gọi thông qua một giá trị c a b c thoải mái, b c a mô tư. Đây là các cái lời gọi hàm mà nó gọi là hàm thông qua đối số vị trí thoải mái, f này 10 này, 1 này, 2 thoải mái, vô tư, đúng không nhỉ? F 11.2,2.4 hay là 100 đi nữa thì cũng thoải mái. Nó là vị trí, không cần kể cả. Nhưng mà khi loại gọi thứ hai là gọi là đối số khóa, tôi chỉ ra chính xác cái khóa của tôi chính là x, y và z. Đây, tôi gọi như sau, tôi gọi là f x bằng 1, đấy, đối số khóa, được chưa? Y bằng 20 và z bằng 10. Thì đây là cách gọi thứ hai, gọi là cách gọi là đối số khóa. Là cái đối số đó khi mà tôi gọi hàm, tôi chỉ đích xác là khóa bằng giá trị, nhưng mà lại khóa x gì? Ứng giá trị là 1, khóa y ứng giá trị là 20 và z ứng giá trị là 10. Máy hiểu hết, máy enter là máy hiểu. Vì là hiểu x hiểu 1, y bằng 20, z bằng 10. Đấy, thì nó gọi, cái này nó gọi là đối số khóa. Kia đối số mà khóa rồi thì nó lại không cần vị trí nữa. Không phải đối vị trí. Tôi gọi sao? Tôi gọi F. Tôi gọi là Z bằng 10 nha. Y đổi vị trí lung tung đi, thì bằng 1, đó là Y bằng 20. Đấy. Thì đây vẫn là gọi là đối số hóa, nhưng mà vị trí thay đổi. Z đưa lên 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 đầu nhá, y đưa lên vị trí thứ hai này, y là x là vị trí thứ hai, y vị trí thứ ba. Quả thấy là giá trị của nó là không thay đổi, vẫn là 11. Thấy không nào? Như vậy là khi chúng ta gọi là hàm thông qua gọi là đối số hóa thì vị trí không quan trọng nữa, không quan trọng nữa. Cho nên người ta chia hẳn ra hai loại là đối số vị trí, là cái đối số mà vị trí của nó là quan trọng, 1, 2, 3 là quan trọng. Còn đối số hóa thì là không cần vị trí nữa. Người vị trí nó là khóa chính xác rồi, nó được xác định theo khóa chính xác 100%, cho nên là cái vị trí là không quan trọng nữa. Đây, chúng ta thấy là như thế này rất là hay luôn. Đây, thấy không nào? Ở chỗ này thì vẫn đúng x y z là thật, đúng tự như là khai báo ở trên này. Còn đây là khác này, đưa ra lên đầu vô tư nhé, y là vị trí thứ hai thoải mái, vẫn là vẫn mạnh hiểu. Nhưng mà khi khi tôi gọi cái hàm này thì máy hiểu à, x đây là 1 đây vì chính xác khóa rồi, y là 20 đây và z là 10. Đó. Các bạn có thấy không nhỉ? Cho nên đây là cái là cái mà rất là hay, rất là hay, của rất là mới, rất là lạ của Python nhỉ. Chính vậy mà cái đối số là khái niệm khác, và tham số là khi tôi khai báo hàm, chỉ nói khi khai báo hàm. Thì nhắc lại, chúng ta có hai loại, một là tham số bắt buộc và hai là tham số lựa chọn. Tham số bắt buộc phải mô tả trước, tham số lựa chọn là mô tả sau, ở phía sau. Còn đây là cái đối số. Nhắc lại, đối số có hai loại là truyền trực tiếp giá trị vào bằng cái mô tả, bằng một cái biến hoặc bằng một cái giá trị, thì nó là gì? Đó là đối số vị trí. Còn loại thứ hai là mô tả đối số bằng cách là mô tả chính xác cái khóa khi chúng ta khai báo, ở trong cái khai báo hàm. Là cái cách mô tả đối số hóa là như này, là đối số hóa là mô tả như sau. Mô tả là key, gọi là khóa này, key bằng giá trị ở key này, key. Thì máy sẽ gắn giá trị chính xác trong key này. Key này là phải trùng với cái tên, trùng với các cái tham số được khi được mô tả hàm. Thì máy sẽ gắn chính xác giá trị cho từng key một, thì nó ta gọi đó là đối số khóa. Đối số khóa, các bạn chú ý nhé, đối số khóa.
Tất nhiên là chúng ta phải mô tả một cách là chính xác và tường minh, nếu không thì máy tính sẽ lỗi. Để lấy ví dụ nhé, đây này, trường hợp này nhé, trường hợp này bây giờ chúng ta khai báo như này, thì bây giờ chúng ta khai báo nhé, bây giờ chúng ta khai báo là F 10 nhé. Thì cái số 10 ở đây chính là tham số vị trí chính xác nhé. Tham số thứ hai là Y và Z, thì tôi làm như sau, tôi viết là Z bằng 2, Y bằng 1. Máy báo lỗi không nào? 10, máy hiểu ngay 10 chính là cái giá trị đầu tiên, chính là đối số vị trí ứng với khai báo X là ở đây. Đấy. Bây giờ tiếp theo là YZ, thì chúng ta đổi lại là Z bằng 2, Y bằng 10, Y bằng 1, máy vẫn hiểu hoàn toàn. Như vậy là máy hiểu đây là tham số khóa và gán giá trị 2 cho Z. Còn đây là đối số khóa, gán giá trị 2 cho Z, và đây là đối số khóa và giá trị 1 cho Y, và máy vẫn hiểu như bình thường. Đấy, thấy không nào? Thì cái lệnh là 10Z bằng 2, Y bằng 1. Như vậy khi tôi gọi hàm là đối số của nó là có thể là, như vậy đây là đối số vị trí, còn đây là đối số khóa. Máy vẫn hiểu hết. Đấy. Các bạn có thấy không? Như vậy chỗ này là chỗ tương đối khó. Đối số khóa là chúng ta có thể thay đổi được cái giá trị nhé. Nhưng mà thế này là sai này. Như vậy cái lời gọi này là chính xác này. Bây giờ tôi gọi thử thế này là sai nhé. Tôi gọi là F bằng 10. Đó phải, tôi viết là 20, tôi viết là 88. Đấy, đây thì máy có hiểu không? Z bằng 10. Được chưa? Thì đây là cái chuyện không bây giờ thì máy hiểu đây là đối số vị trí. Thì máy hiểu cái này ứng với nó là x gì? À, đúng là y. Đây, ứng là y đây. Còn sang đến cái này. Đây là đối số vị trí. Máy hiểu đây là ứng với z. Ứng với z ở đây. Mà z ở đây đã có rồi. Đây, trên máy cho là cái này là máy máy mà chỉ báo lỗi lập tức báo lỗi này. Cho nên là khi chúng ta gán, chúng ta mà gọi hàm phải có chú ý. Và chú ý là không cẩn thận là sẽ lỗi hết nhé. Thì cách làm như sau này, khi mà nguyên tắc khi mà gọi đối số thì đối số vị trí phải phải ghi trước, còn đối số khóa là ghi sau. Đấy, chỉ là một cái nguyên tắc đấy nhé, là trong cái khi chúng ta gọi hàm thì đối số khóa phải phải đứng sau. Phải đứng sau đối số vị trí. Ăn thịt đi, Đấy. thịt mềm mà. Đấy, chỗ này là chỗ khó nhé. Chỗ này theo tôi làm chỗ rất khó là khác đấy, là chú ý nhé. Đấy. Đó, như vậy vừa với em nói nhanh cho các bạn cái em Đây gọi là cái phân loại khái niệm là đối số và tham số đối số của hàm. Mà khi mà học cái này chúng ta mới hiểu được vì sao người ta lại gọi như vậy, vì sao người ta lại phân biệt ra hai loại khác nhau, phân biệt khái niệm là tham số và đối số. Vì tôi nhắc lại chúng ta một lần nữa nha, chúng ta hình dung nhé. Như vậy đây, người ta nhắc lại như vậy, đối với hàm thì chúng ta có hai loại, một loại là tham số, một loại thứ hai là tham số là những cái biến được mô tả khi chúng ta khai báo hàm, còn đối số là các cái giá trị khi mà chúng ta gọi hàm là đối số. Được chưa? Tham số thì chia làm hai loại là tham số bắt buộc, tham số bắt buộc nhé, và tham số lựa chọn. Tham số lựa chọn là các tham số được mô tả bằng bằng giá trị. Thì tham số bắt buộc là tham số mà bắt buộc phải phải dùng nó khi gọi hàng, còn tham số lựa chọn là có thể không. Còn đối số được chia làm hai loại là đối số vị trí, Bạn Hoa Nguyên tắt mic đi. Đối số vị trí là cái đối số mà xác định bởi cái vị trí, nó phải khi gọi hàm nó gọi chính xác theo thứ tự của tham số thì gọi là đối số vị trí. Còn loại thứ hai là đối số khóa,
thì nó không xác định bởi vị trí, nó xác định bởi chính xác tên tên khóa, một số khóa. Thì khi gọi hàm nó gọi là dùng nó dùng cái từ là key, key bằng giá trị khi gọi hàm trong trong cái số, thì máy sẽ dựa trên cái khóa này và gắn giá trị vào khóa và đưa vào trong hàm đó, được chưa? Như vậy chúng ta chú ý. Và thêm một chú ý nữa là gì, khi khai báo tham số thì tham số lựa chọn phải nằm đứng đằng sau tham số bắt buộc, không được phép đứng trước. Như vậy là tham số yêu cầu nhé, yêu cầu là tham số lựa chọn phải đặt sau tham số bắt buộc. Chúng ta ghi vào để nhớ thôi. Còn đối số cái gọi hàm thì đối số khóa phải đặt sau đối số vị trí, không thể đặt trước. Đối số khóa phải đặt sau, phải đặt sau đối số vị trí. Thì máy mới hiểu được đối số vị trí đặt trước đúng vị trí 1 2 3 n. Sau n chúng ta có thể đặt các đối số khóa, đối số khóa đặt phải đặt đúng cái tên tên khóa chính xác là được. Để chúng ta chú ý giữa hai cái đó nhé. Thì đây chính là cái tới đây thì các bạn sẽ hiểu vì sao Python nó đặt dùng một từ khác, nó lại có khái niệm là tham số và đối số, nó là như vậy. Và tất cả những cái này là cái chỗ mà không nằm trong chương trình, học sinh không hề biết nhé. Nhưng mà khi các bạn này khi đã biết rồi thì có thể làm đến những bài tập rất là phức tạp hơn, xử lý những chương trình nó đa dạng hơn và nó khó hơn nhé. Rồi, như vậy tôi vừa mới trình bày xong cái gồm nôm na là phân biệt và phân loại được tham số và đối số ở mức độ đơn giản, đây chỉ là mức độ đơn giản nhé. Còn nếu các bạn mà tìm số nữa thì nó còn rất là sâu sắc ở bên trong nữa, rất nhiều khái niệm nữa mà chúng ta không có thời gian, mà tôi không muốn nói sâu hơn. Mai kia tôi đang hoàn thiện cái cuốn sách nó gọi là Python nâng cao, nếu các bạn thích thì sau này tôi khi tôi phát hành ấy, thì các bạn có thể tìm mua. Thì trong cuốn đó tôi mô tả tỉ mỉ toàn bộ tất cả cái phân loại tham số của đối số của hàm của Python, nó rất là sâu chứ không phải chỉ có thế này đâu nhé. Đây là cái phần là cơ bản nhất thôi, khái niệm cơ bản nhất, cái phân loại đơn giản nhất của tham số và đối số. Bây giờ tôi sẽ nói sang cái phần phần tiếp theo là phần cuối cùng mà tôi muốn nói, là bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là khi chúng ta gọi hàm đấy, chúng ta khai báo hàm, chúng ta gọi hàm thì cái việc truyền dữ liệu qua cái đối số của hàm nó như thế nào ở trong Python. Đấy, thì cái phần này là phần rất là hay để chúng ta chú ý nhé. Khi tôi khai báo một cái hàm def, ví dụ một cái f x y z nhé, bên trong hàm tôi gọi gì đó quan trọng, gọi cái trong hàm nhé. Và kết thúc ví dụ bằng cái từ return nào đó ở đây nhé. Đó. Đây là gọi hàm. Ở đây là cái em đây là khai báo hàm. Khi gọi hàm, tôi gọi f, tôi gọi hàm của x gì tôi gọi là 10, số 10 này. Y tôi không phải là y tôi gọi làm cái số a nhé. Còn z là b chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đây thì gọi hàm, khi gọi hàm. Gọi hàm. Thì như thế nào? Thì cái giá cái số 10 này a b được truyền vào trong hàm như thế nào? Đấy. Đấy. Câu hỏi đặt ra là cái số 10 này a và a b được truyền trong hàm như thế nào? Trong hàm này nó quản lý cái số 10 và a b như thế nào? Đấy. Đây là khai báo nhé, đây là khai báo này. Và đây là gọi hàm. Câu hỏi đặt ra là các cái giá trị 10 AB được truyền vào trong hàm như thế nào? Thì phải trả lời câu hỏi này thì chúng ta mới mới trả lời được cái câu hỏi mà trước chúng ta đã từng biết từ câu hỏi đặt ra là như vậy, là khi gọi hàm ấy, thì cái chuyển tham số vào trong hàm nó khác gì so với Pascal mà xưa. Trong Pascal thì chúng ta biết rồi là khi việc truyền dữ liệu vào hàm chỉ có hai loại truyền, một là truyền tham trị, hai là truyền tham biến. Truyền tham trị tức là khi truyền vào nó hoàn toàn là giá trị, khi thoát ra thì cái số AB nó không thay đổi truyền giá trị. Còn loại thứ hai là truyền tham biến, tức là khi truyền vào là nó truyền vào như là một cái biến, nhớ trên khi thoát ra là AB cũng thay đổi, AB cũng thay đổi theo. Đó là cách chúng ta hiểu đối với C và với Pascal và C, và vì chúng ta đã quen, quá quen với Pascal và C rồi, trên cái tư duy là tham trị và tham biến luôn ở trong đầu chúng ta. Chúng ta đang
trong đầu chúng ta đã in hẳn trong đầu chúng ta là 20 năm nay rồi. Nhưng mà sao sao Python nó không phải như vậy? Đó thì chúng ta phải biết một chút để chúng ta xử lý khi mà rất nhiều bài tập là vướng cái chỗ này đây. Truyền vào như thế nào, xử lý làm sao? Chúng ta phải biết để chúng ta phân biệt được, và khi học sinh nó hỏi thì chúng ta trả lời được, và chúng ta phải làm được những cái bài tập liên quan đến việc truyền dữ liệu vào như thế nào. Được chưa? Được rồi, thì bây giờ tôi trả lời như sau nhé. Khi mà chúng ta gọi hàm, chúng ta đã biết rồi, và trên đó rồi, khi gọi hàm thì lập tức là máy tạo ra một cái namespace riêng nằm trong cái hàm đó. Máy sẽ tạo ra một cái namespace riêng của cái hàm này khi gọi hàm. Cái namespace này là chính là cái namespace địa phương. Máy máy tạo ra một cái local namespace. Đấy, namespace nhé. Riêng của cái hàm F. Được chưa? Được rồi. Thế thì câu hỏi đặt ra là ở trong cái namespace này nó có những biến gì? Có phải nó có cái biến là A không? Hay là B không? Hay là biến gì? Hay là nó có biến là X, Y và Z? Đấy, nó khác nhau nhé. Cái gọi hàm là tên nó khác nhau này. Còn khi khi mà khai báo là nó khác nhau. Có thấy không nào? Và chú ý nhé. Khi gọi hàm là khác. Còn khi đưa khai báo. Khai báo đây là các cái tham đây là các cái tham số. Khi gọi hàm nó gọi là đối số. Thì gọi hàm này nó truyền vào bên trong, nó truyền cái gì? Nó truyền vào AB à? Hay nó truyền vào X, Y, Z? Đấy, chú ý nhé. Thì là giải đáp án là như sau nhé. Đáp án là như sau. Tức là khi chúng ta gọi hàm, khi chúng ta gọi hàm này, đáp án nhé, chính xác này, đáp án là chúng ta chú ý. Hay đáp án chính là cái là chính là tôi mô tả chính xác cái cách mà Python truyền dữ liệu qua đối số của hàm vào bên trong hàm này như thế nào. Đây. Như sau nhé. Khi mà cái hàm của chúng ta là đây là cái hàm f(x, y, z) của chúng ta đúng không? Hàm f(x, y, z). Và khi chúng ta gọi hàm thì các đối số mà truyền giá trị vào bên trong hàm. Khi gọi hàm thì máy tạo ra một cái local namespace. Được chưa? Máy làm như sau này. Trong local namespace này máy sẽ tạo ra ba cái biến nhớ là x, y, z. Như vậy là x, y, z là các ba cái biến nhớ đặt tên đúng như là tham số của hàm. Và ba cái biến này là biến ba biến nằm bên trong cái local namespace nha. Bên ngoài tôi không biết thì bên trong của nó là x, y, z. Bên ngoài đây nha. Như vậy đây đáp số là máy tạo ra cái biến là x, y, z là nằm trong cái được chưa? Và bên ngoài ở đây nhé. Khi tôi gọi hàm thì như sau, khi gọi hàm F10AB thì máy tạo ra cái biến x gì và máy gán x gì bằng 10 ở bên trong cái local namespace này. Y máy sẽ gán y bằng a, y bằng a, a đây, a đây là 10 nhé, 10 là đây a nhé, a là vào đây nhé, là b z thì máy sẽ tạo biến x trỏ vào đối tượng 10, máy tạo y y trỏ vào đối tượng a và z z trỏ vào đối tượng b. Đấy, như vậy là cái đáp số là như sau này, là máy sẽ tạo ra các cái biến nhớ local ở bên trong hàm và trùng với tên của các cái tham số nhé, tham số chứ không phải đối số. Đây tham số, và khi gọi hàm thì các tham số các cái biến mới này sẽ trỏ vào đúng cái giá trị của các cái đối số, trỏ vào đúng vào đối tượng đối số. Như vậy đây chúng ta có ba đối tượng là 10A và B nhé, 10AB thì máy sẽ trỏ x vào đối tượng 10, trỏ y vào đối tượng a và trỏ z vào đối tượng b. Đó, bây giờ tôi lấy ví dụ cụ thể, chúng ta hình dung cái này là gì nhé, và máy xử lý như bên trong xử lý như bình thường. Đấy. Như vậy khi mà chúng ta gọi hàm thì x, y, z lập tức nó là các cái biến, chúng ta xử lý như là các biến được ở bên trong hàm. Vậy trong này, như vậy trong trong này trong 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 cái lời gọi hàm đây này, trong trong cái mô tả hàm, chúng ta dùng biến x, y, z thoải mái như là một cái biến, vì nó sẽ là lập tức nó là các cái biến nằm trong cái namespace của f. Chúng ta xử lý x, y, z vô tư như là các cái biến, được chưa? Còn khi gọi thì cái biến này nó sẽ trỏ vào đâu? Thì biến này nó trỏ vào các đối tượng khi chúng ta
khi chúng ta mà gọi hàm bằng cái bằng các đôi số cụ thể thì máy sẽ trỏ như thế này đấy, x thì trỏ vào 10, y trỏ vào a và z trỏ vào b. Tôi lấy ví dụ với cụ thể nhé, đây tôi lấy ví dụ cụ thể ở đây nhé, đây tôi lấy ví dụ là đơn giản thôi cho đây chúng ta hình dung nhé. Bây giờ chúng ta def f, đây chúng ta có một cái biến là biến a, tôi lấy ví dụ một biến a đơn giản nhé, dễ hình dung nhé, biến a. Và a đây tôi hiểu, tôi nôm na tôi định nghĩa a là cái a là cái a là tôi dùng đặt như này à, tôi làm thử thử thôi nhé, a x gì nhé là có hai biến a, tôi hiểu a đây là a đây là một cái list và x là một cái giá trị, được chưa? Tôi làm như sau, ở trong hàm tôi đặt là a chấm pen là x thì nhân với x, được chưa? Thế thôi, làm có hai hai lệnh này thôi nhé, mà dùng lệnh đi thân cho nó dừng lại thôi không quan trọng nhé. Thì như vậy là đây là cái hàm có hai cái biến tổng thể, hai cái biến được trả được giả về là a và x, thì cho đó a là biến thuộc kiểu dữ liệu list và x là kiểu dữ liệu là số bất kỳ số thực hay gì đó nhé. Thì trong chương trình máy máy sẽ bổ sung cái đối tượng, bổ sung kia giá trị x bình phương vào cuối và cuối của cái đối tượng a và sau này là trả về. Đấy. Thấy chưa nhé? Thì như sau này, bây giờ tôi giả sử tôi viết là C, tôi đặt C bằng 1, 2, 3. Đấy. Xong tôi gọi hàm F, C, 4. Thì như nào? Bây giờ đây nhá, tôi enter này. Thì khi đó là gì? Máy sẽ bổ sung 4 vào cuối của C nhé, cuối của C, được chưa? Và khi C cái đó nó sẽ bổ sung 4 không? Có, nó sẽ bổ sung 4 vào là 16 vào. Thì tôi giải thích chỗ này nhé, đây giải thích chỗ này cho các bạn xem nhé. Đây khi tôi gọi hàm này, đây mình tôi gọi hàm, tôi dùng cái này các bạn, mình tôi viết lại cái hàm này nhé, và tôi để tôi viết lại và tôi giải cho các bạn xem nhé là như thế nào nhé. Đây chỗ này là chỗ mà tôi mới khó đây, bây giờ tôi làm lại cho các bạn xem nhé, để cho các bạn xem mà tôi thích cụ thể này, viết lại cho các bạn xem nhé. Def này, F này, A này, chỗ A chứ không phải là C, X, mà tôi dùng một lệnh tên là A append x nhân với x. Làm rất cẩn thận chỗ này nhé. Sau đó là return dừng lại một lệnh thôi. Nên đây là gọi hàm. Sau đó tôi sẽ tạo ra ở biến tổng thể một cái biến là c bằng 1, 2, 3. Được chưa? Xong tôi gọi là fc 4. Đúng 4 nhỉ? 4 nhá. Đấy. Thì bây giờ tôi giải thích xem cái này thì máy máy làm gì nhé. Đây, làm như sau nha. Các bạn chú ý nhé, tôi cùng các bạn chúng ta cùng nhau phân tích xem là máy sẽ làm gì ở đây nhé. Đây C nó sẽ trỏ vào cái đối tượng là 1 2 3. 1 2 3 là chúng ta là một cái này, như vậy C nó trỏ vào là một cái đối tượng. Để tôi xóa cái này đi. C trỏ vào một cái đối tượng mà nó có giá trị, đây giá trị của nó là 1 2 3, được rồi nhé. Bây giờ tôi gọi hàm là fc c 4, được chưa? Khi gọi hàm này, đây hàm này tôi gọi hàm này này nhé, thì là như sau, thì máy sẽ tạo ra một cái local namespace. Đấy, một cái local namespace của riêng hàm f đây, đây là cái local namespace namespace của F, và máy tạo ra trong cái local namespace là hai cái biến, là biến a và x nhé. Máy tạo ra hai cái biến là biến a và x, a và x, được chưa? Được rồi, và máy làm như sau là
phần mềm hàm sẽ truyền vào hai cái đối tượng, hai cái giá trị là C và 4, và máy sẽ gán A bằng C và X bằng 4. Tức là như sau: A sẽ trỏ vào chính đối tượng này, như vậy A, cái biến A ở trong local namespace nó sẽ trỏ vào đây. Bạn có như vậy là các cái tên biến ở các cái namespace khác nhau có thể trỏ vào cùng một đối tượng ở trong một trong bộ nhớ. Còn x bằng 4, như vậy máy sẽ tạo ra một đối tượng khác ở trong bộ nhớ có giá trị là 4 nhé, giá trị là 4, và máy trỏ x này vào đây. Được chưa? Được rồi. Khi mà xong rồi thì máy sẽ làm như sao? Máy thực hiện để sao? Máy thực hiện cái lệnh là gì? Máy thực hiện cái lệnh là ở đây là a ở bên x. Máy thực hiện cái lệnh như sau: máy sẽ thực hiện cái lệnh là a chấm append, append là x nhân x, được chưa? A x là cái biến rồi, thì cái lệnh x cái lệnh này x như x nó sẽ làm đây là 16, vào lệnh chính là a append 16 nhé. A thì trỏ vào đây, a thì trỏ vào đây, a trỏ vào đây, mà list là kiểu dữ liệu là khải biến, cho nên là máy sẽ bổ sung 16 vào cuối này, máy sẽ bổ sung đây là 16 vào đây. Đấy. Được chưa? Và khi kết thúc thì C nó vẫn trỏ vào đây, mà C vẫn trỏ vào đây. C vẫn trỏ vào đây. Khi thoát ra khỏi cái này, khi thoát ra khỏi cái hàm F vừa này thì toàn bộ cái local namespace nó sẽ bị xóa đi, không dùng nữa. Khi thoát ra thì C nó sẽ là bằng là 1 2 3 3 16. C nó chỉ là vẫn trỏ vào cái đối tượng, và đối tượng này nó có cái giá trị là 1 2 3 6. Đấy, bạn thấy không nào? Nhưng mình ta có thể cái chỗ này mà chúng ta mà khi chúng ta chưa hiểu cái khái niệm namespace, chúng ta chưa hiểu khái niệm là các đối tượng là các cái đối tượng là bất biến hay là khải biến, chúng ta chưa hiểu cơ chế khi truyền dữ liệu vào bên trong một cái hàm như tôi vừa nói, thì rất là khó giải thích vì sao là khi thoát ra C nó vẫn lại thay đổi. Đấy, dạng, mình chính là như vậy nhé. Đó. Như vậy là khi mà truyền giá trị vào đây, truyền vào thì nó không phải truyền, nó không phải truyền tham trị, cũng không phải truyền theo tham biến, và nó truyền vào, nó truyền vào như một cái đối tượng, như một đối tượng dữ liệu. Nên khi truyền vào thì ở trong hàm F nó sẽ nó truyền C vào như một đối tượng dữ liệu, chính là đối tượng dữ liệu chính là cái mảng là 1 2 1 2 3 nhé. Và ở trong cái mảng đó thì a là cái biến biến local namespace nó trỏ vào cái mảng đó, và khi lệnh bổ sung đối tượng, bổ sung vào tượng x và cuối a, thì vì a là dữ liệu khải biến nên nó bổ sung 4, bổ sung 16 vào cuối của cái đối tượng đó. C trong cái C vẫn trỏ vào đối tượng đó, khi thoát ra thì C nó vẫn trỏ vào đây, vẫn đúng là đối tượng đó. Được chưa? Đó thì chúng ta chú ý nhé. Thì như vậy là khi chúng ta hiểu được cặn kẽ rồi, thì khi chúng ta hiểu được cái cách làm việc của cái việc truyền dữ liệu rồi, thì ta thấy rất là rõ như vậy. Bây giờ tôi tổng kết lại này, hay tôi làm thêm một cái tôi làm thêm ví dụ khác nhé, để cho hình dung nhé. Không là cái gì nhé, tôi làm thêm ví dụ khác đi. Đây, tôi viết là A bằng 10, B bằng 11. Tôi làm cái tạo ra một cái hàm F. Thế A, B đi cho nó tiện đi. Thầy ơi, cho em hỏi tí thầy ơi. Ơi. Dạ, ý nếu như cái hàm FAX này, cái A này mình đặt C giống như cái truyền ở dưới có báo lỗi không thầy? Đặt tên nó là C có được Được không thầy hay phải được, khác thế thầy? được mà. Dạ dạ Thoải dạ mái em mà. cảm ơn thầy. Vì Dạ đặt tên dạ. C thì là trong cái local namespace nó sẽ đặt cái biến là C thôi. Và nó Dạ local, nó không dạ. liên quan đến bên ngoài. Được chưa? Đây, tôi ví dụ ở đây nhé. Dạ dạ. Vì thứ hai có thể là nó Dạ. trùng trùng tên này. Ta đặt A bằng 10, B bằng 11 nhé. Như vậy A, B là biến gì? Biến tổng thể đúng không nào? Nhé. Sau đó tôi khai báo một cái hàm làm FAB nhé. AB. Ở trong AB tôi viết là A bằng A cộng B, B bằng A trừ B. Như vậy là bên trong cái hàm F thì là AB là các biến địa phương, và AB thay đổi thoải mái, được chưa? Yeah. Đó làm tôi viết thêm một nữa, ví dụ là A bằng A nhân với B, tôi lấy ví dụ như vậy, A bằng A nhân B.
và B lại bằng là gì? B lại bằng là ví dụ như tôi lấy ví dụ thôi, cho nó khác đi thôi. Okay. Cộng với B. Sau đó return. Return A cộng B. Được chưa? Rồi. Nhưng như vậy A tổng thể của A là 10 này, B 1 thì khi tôi gọi hàm F nó sẽ truyền vào và bên trong hàm F, và trong hàm F thì A B thay đổi loạn xị lên. A bằng A cộng B, B bằng A trừ B, xong lại A bằng A nhân B, B lại bằng A nhân, rồi phần nó đi hơn A trừ B, A cộng B. Bây giờ gọi hàm này, gọi là F gọi được không? Gọi hàm nhé. Hàm B này. Enter. Nó trả về giá trị là 460. Bây giờ kiểm tra lại A này. A không thay đổi, B không thay đổi. Các bạn biết vì sao không? Mà chỗ này là chỗ khác nhé. Chỗ này là làm ví dụ. Khi chúng ta hiểu được cái cách chuyển dữ liệu thì chúng ta sẽ hiểu ngay. Như vậy trong cái ví dụ này cho thấy là cái việc chuyển dữ liệu qua bên này lại giống chuyển dữ liệu là gì, là giống quyền hơi giống cái chuyển dữ liệu tham trị của Pascal. Khi chuyển vào thay đổi thoải mái, khi phát ra AB là không thay đổi đấy, khi phát ra không thay đổi nhé. Rồi thì bây giờ tôi giải thích nhỉ, các bạn sẽ hiểu vì sao nhé, vì sao nó lại như vậy nhé. Như này. Dạ thưa thầy, Sao có hiểu chưa? dạ cái ví dụ ở phía trên đó, A với C có là một không ạ? Chỗ nào? Chỗ C bằng 1, 2, 3 xong rồi truyền vào cho A đấy ạ, Ừ. A chấm Thì FM. sao phải gì? Có nghĩa là khi thầy in ra C bằng 1, 2, 3, 16 thì lúc đó có thể gọi là A được không ạ? Không được. Thầy in Khi mà thoát ra khỏi rồi thì A nó không còn nữa. Vì A là cái biến mà nằm trong cái local namespace. Khi thoát ra khỏi hàm thì cái namespace đó bị xóa đi, A không có ý nghĩa nữa, chỉ còn C thôi, hiểu không? Đây đây dạ vâng nhé. C như này đúng không? C là 1, 2, 3 hay là đúng không? C 1, 2, 3 nhé. Tôi gọi hàm là FC4 này. Thì khi gọi hàm như vậy thì máy sẽ tạo ra hai cái biến nhớ bên trong là A và X gì, và gán A bằng C, tức là A vẫn trỏ vào đây, A trỏ vào cái đối tượng C này nhé, và X gì sẽ trỏ vào đối tượng là 4 đây. Và trong chương trình tôi bổ sung 16 vào cuối của A, tức là bổ sung 16 vào cuối của cái đối tượng này, đối tượng C này. Khi thoát ra khỏi hàm thì toàn bộ cái local namespace này sẽ bị xóa đi. Đấy, khi thoát ra khỏi hàm, và như vậy A X gì sẽ bị xóa đi. Khi thoát ra khỏi hàm này A không còn ý nghĩa nữa. À, vì nó là cái biến nằm trong cái local namespace bị xóa đi. Khi thoát ra chỉ còn mỗi C thôi, C nó vẫn trỏ vào đây. Và từ đó khi thoát ra thì là C đó. Đây, khi thoát ra thì C nó bằng 1, 2, 3, 16. Khi gọi bên trong hàm này thì có A và X gì? Các bạn đã hiểu không? Nhé. Đấy. Khi mà thoát ra thì là không còn nữa. Ở đây nhá, ở đây tôi gọi ở đây. Ở đây này. A đây này, khi tôi gọi hàm gọi FAB đấy, thì máy sẽ tạo ra một cái local namespace, và trong local namespace đó máy tạo ra cái biến nhớ là A và B ở bên trong, đây là biến địa phương, và cái AB được chuyển giá trị chính là A ở bên ngoài này và B chính là bên ngoài này đấy, được chưa? Và trong trong hàm này thì nó sẽ gán lung tung như thế này đấy, thoải mái như thế này nhé. Khi làm xong rồi phát ra thì nó AB vẫn như cũ. Vì sao đấy, vì sao chúng ta giải thích vì sao nhé, chỗ này chúng ta thích vì sao nhé, để tôi sẽ nói cho các bạn xem nhé. Vì sao lại như vậy? Vì như sau này, khi mà ở bên trong hàm F, khi tôi viết là a bằng a cộng b nhé, thì ở chỗ này là máy sẽ tạo ra một một đối tượng mới, không phải đối tượng 10 này nữa đâu. Vì vì sao như vậy? Bởi vì là mà phép cộng là tạo ra một đối tượng mới có giá trị là a cộng b, và cái a này nó trỏ sang đối tượng mới đấy, đối tượng mới, chứ a này nó không trỏ vào cái đối tượng này nữa đâu đấy, được chưa? Đấy, cho nên là ở đây như vậy, khi trong trong hàm này nó tạo ra các cái biến đầu tiên gọi nó tạo ra các cái biến địa phương là ab, và ban đầu thì a này trỏ vào cái 10 này và b này trỏ vào cái đối tượng là 11. Nhưng với cái lời gọi lời 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 với cái lệnh án này thì A sẽ trỏ sang đối tượng khác, B trỏ sang đối tượng khác,
Này này cũng phải chọn sang đối tượng khác hết. Và khi mà chạy xong rồi thì giá trị của nó giảm về đây, còn AB vẫn như cũ. AB vẫn trả lại chính là cái này. Được chưa? Hay tôi có thể là tôi làm ví dụ khác cho chúng ta dễ hiểu hơn nhé, tôi làm ví dụ khác cho nó ngắn hơn, với vấn đề dài quá, dài hơi khó nhỉ. Để làm ví dụ này chúng ta hình dung nhé, và thì rõ hơn nhé, là cái việc truyền giá trị, truyền đối số vào bên trong các cái biến, các cái đối số mà là kiểu dữ liệu là nó bất biến ấy, số số nguyên, số thực ấy, hay là sâu ấy, thì cái truyền dữ liệu đó là truyền trong Python nó rất là, nó gần giống với là tham trị. Để làm ví dụ chúng ta hình dung nhé, làm lại cho bạn xem để chúng ta hiểu này. A này, A cho bằng 10 nhé, A cho bằng 10, được chưa? A cho bằng 10, B là bằng 12, tôi tạo ra một cái biến, một cái hàm def f AB, AB, chưa? AB nhé, AB xong bên trong này thì làm như sau, bên trong này là A cộng bằng 1, B bằng A cộng B và return thì thường A cộng B. Đấy. Được chưa? Phải nhé. Bây giờ khi gọi hàm này, tôi gọi là F AB. F AB. Hỏi là khi gọi xong rồi, khi gọi xong rồi thì A bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu? Thì thoát ra khỏi hàm F rồi nhé. A bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? Thì tôi làm như sau nhé. Đây, tôi làm như vậy sau này. Khi tôi gọi hàm f thì như sau, khi tôi gọi hàm f thì nó sẽ tạo ra một cái local namespace riêng, được chưa, và máy sẽ tạo ra cái hai cái biến địa phương là a và b, và a này trỏ vào cái a này. Đấy, như vậy cái a này này trỏ vào đây, a trỏ vào đây này, b này trỏ vào đây. Nó chuyển giá trị vào là như vậy, chuyển 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 cái đối tượng vào nó là như vậy. Sau đó máy sẽ làm sao, máy sẽ làm là a cộng, máy sẽ cố gắng là thay đổi giá trị của a lên một đơn vị. Nhưng vì a là bất biến cho nên là với cái lệnh này thì máy sẽ phải tạo ra một đối tượng mới là 11 mới ở đây, và máy sẽ cho a vào đây. Nhưng mà cái ban đầu này cái trò quan tâm này là sẽ mất đi, cái này là mất đi nhé. Bây giờ tiếp theo máy thực hiện cái lệnh là b bằng a cộng b, thì cái lệnh này nó sẽ tạo ra một đối tượng mới là 11 cộng với 12 là 23. B sẽ trỏ vào đây, B sẽ trỏ vào 23, và cái link cũ này là mất đi. À, như vậy là khi mà và máy sẽ trả máy máy return là 11 cộng 23, return là 34. Và khi thoát ra khỏi cái FAB này thì toàn bộ cái local namespace này sẽ mất đi, và cái AB này nó chính là vẫn là cái này, trên A nên nó vẫn là bằng 10, A nó vẫn bằng 10, B nó vẫn là bằng 12. Vậy khi thoát ra thì giá trị AB là không thay đổi. Bạn tôi làm lại cho bạn xem trên màn hình nhé, để chúng ta hình dung cái này nhé. Đây là đúng như các bạn, cho bạn xem nhé. A này, A bằng 10 này, B bằng lại nhé, B bằng bao nhiêu, B bằng là 12 nhé, B bằng 12 nhé, B bằng 12. Rồi, tôi làm cái def của f phải a phải b nhé. Bên trong hàm mà tôi viết là a cộng trừ 1, cố gắng thay đổi tăng a lên một đơn vị, và b thay đổi là b bằng a cộng b, à, tôi return a cộng b nhé. Đó. Bây giờ gọi F này, gọi FAB này, nó sẽ trả lại là 34. Nhưng khi mà làm xong rồi, thoát ra thì toàn bộ cái local namespace này sẽ bị xóa hết đi. Và như vậy A nó vẫn là cũ, A nó vẫn là 10 và B nó vẫn là 12. Cái phần này mà tôi vừa nói đây chính là cái phần mà giải thích bằng cái những hình vẽ này. Đây, hình vẽ này tôi mới làm. Nhìn các bạn mà hiểu sâu sắc cái này thì thấy rất dễ hiểu luôn. Cho nên chỗ này thật ra là hơi khó với các bạn, thì các bạn cũng là mới tinh làm quen với Python, thì hy vọng rằng cái buổi hôm nay các bạn có thể thấy hơi khó một chút, nhưng mà là khi mà tương lai các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn, hay các bạn quay xem lại cái video này, các bạn sẽ thấy càng dễ hiểu. Rồi bây giờ tôi sẽ tổng kết lại nhé.
Tổng kết lại là như vậy là Python là Thầy truyền đối tượng vào xin trong hàm hỏi ngắn một nguyên câu tả. hỏi. Một câu hỏi như sau này, câu hỏi quan trọng này. Thì chúng ta có thể trả lời, chúng ta có thể nói cho các bạn của mình là như vậy là cái việc truyền dữ liệu qua hàm, trong hàm ở trong Python nó khác gì với truyền tham trị và tham biến. Câu hỏi quan trọng như vậy nhé. Câu hỏi là Python truyền dữ liệu qua đối số của hàm như thế nào? À, như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Nhé. Đó là câu hỏi rất quan trọng. Nên mình tôi trả lời ngay cho các bạn nhé. À, câu trả lời như sau. Trả lời như sau này. Trả lời là Python truyền đối tượng dữ liệu. Truyền đối tượng dữ liệu qua đối số. Hay nói cách khác là gì? Hay nói cách khác là Python là truyền dữ liệu bằng đối tượng dữ liệu, thông qua đối tượng. Chứ cũng chẳng nó Python truyền dữ liệu cũng không phải là tham trị, cũng không phải là tham biến, mà là truyền bằng đối tượng dữ liệu. Thì cái chính vì câu trả lời này chúng ta sẽ có hai cái loại sau đây này, hai cái nhé, là hai cái hệ quả. Hệ quả nhé, hệ quả một là nếu nếu các cái em các cái đối số nếu các cái đối số là dữ liệu bất biến, tức là giá trị không thay đổi đấy, bất biến. À, ví dụ như là in, ví dụ như là số nguyên, ví dụ như là số thực hay là string, thì việc truyền dữ liệu thông qua hàm tương đương với là truyền tham trị. Thì nếu thì truyền dữ liệu qua hàm của Python tương đương, chứ không phải là giống nhất, thì tương đương với hay giống tương đương với truyền tham trị của tương đương với truyền tham trị tham trị của Pascal Pascal và C với dữ liệu bất biến. Còn thứ hai là với nếu mà dữ liệu là bất nếu mà dữ liệu là khả biến, nếu dữ liệu là khả biến thì việc truyền này nó chẳng giống, thì cái việc truyền qua là nó truyền qua đối tượng và nó không là tham trị cũng không là tham biến. Thì suy ra thì cái việc truyền dữ liệu thì việc truyền dữ liệu nó của Python nó không là tham trị, không là tham trị, cũng không là tham biến, không là tham biến. Đấy, mà chỗ này là chỗ rất là khó, không là tham nhé. Cái một này thì có thể dễ hiểu hơn, tức là nếu khi chúng ta mà làm cái hàm số mà đầu vào của nó là cái số thực là số nguyên thì nó giống như là mà chúng ta yên tâm là giống như là Pascal, chúng ta có thể làm thoải mái và chúng ta yên tâm, nó cũng giống là nó chỉ là truyền tham trị hết, không phải là truyền tham biến, tham trị hết nhé. Khi chuyển xong rồi khi phát ra là biến nó không thay đổi như cũ, nhưng mà đối với là khả biến thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Đó là thấy nhé. Đã như bây giờ tôi vừa mới nói xong, tôi xin demo thêm một ví dụ nữa để chúng ta thấy là cái truyền dữ liệu nếu mà nó là dữ liệu của khả biến như thế nào. Đây tôi cho a bằng 1 1 2 3 nhé, def nhé. F của A nhé. Được chưa? Thì việc truyền dữ liệu vào qua F vào A này là truyền dữ liệu gì? À, truyền dữ liệu là đối số, là đối tượng dữ liệu đúng không? Thì tôi viết là A chấm pen 10 đúng không? Và kết thúc. Rồi, kết thúc. Khi tôi gọi là FA ngoại trong thì a thay đổi giá trị, a sẽ thêm 10 đấy. Thấy cô đây thì nó truyền vào bên trong là truyền vào như là một cái như một đối tượng dữ liệu. Thì khi tôi gọi hàm thì a thì máy tính sẽ tạo ra một cái biến địa phương là a cùng trỏ vào cái đối tượng bên ngoài này cũng là a. Như vậy bên trong này cùng trỏ vào, khi mà tôi bổ sung vào 10
thì đối tượng này cũng thay đổi theo, khi thoát ra à cũng thay đổi theo, thành không nào. Vậy trường này trường chúng ta thấy là truyền, chúng ta cảm giác như là truyền dữ liệu vào giống như là truyền tham biến mà không phải, làm ví dụ khác. Def ga nhé, tôi biết là gái mang biến là biến x thì bằng 10 11 mà tôi gán là a bằng a cộng với x thì mà tôi return, ví dụ tôi return cái sum của a, sum của a ví dụ thế nhé. Đấy thì cũng vậy, cái này chúng ta là phụ truyền vào như vậy. Và bây giờ tôi gọi g này, tôi gọi g cái hàm a, gọi g thế là giá trị là 37, nhưng a sẽ là không thay, a không thay đổi, a vẫn là như cũ, a vẫn như này. Vậy trường hợp này nhé, trường hợp này gọi hàm f thì a thay đổi, trường hợp này gọi hàm f gọi hàm g thì a không thay đổi. Cho nên là đối với cái kiểu dữ liệu là khả biến ấy, thì truyền vào nó không phải là tham trị cũng không phải là tham biến. Bạn thấy nó hay, nó hay phức tạp không? Thì những cái này là cái mà đối với các bạn là đầu tiên nghe sẽ thấy là hơi hơi thấy, hơi khó hiểu đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng hy vọng là các bạn nhớ như vậy và chúng ta chú ý nhé. Tức là gì, là nếu mà như vậy cái việc truyền dữ liệu qua đối số của hàm trong Python luôn truyền là truyền đối tượng dữ liệu, truyền toàn bộ đối tượng vào chứ không phải truyền giá trị, cũng không không phải truyền là cái tên biến, là truyền toàn bộ cái đối tượng dữ liệu vào. Và hệ quả của nó là gì, nếu mà cái dữ liệu đó mà là bất biến thì cái chuyện này nó giống như là chuyển tham trị, giống như là chuyển giá trị, còn đối tượng này mà là khải biến thì không, thì nó lung tung lắm, nó vấn đề là nó là đối tượng dữ liệu thôi, đối tượng dữ liệu đó là khải biến nó cũng thay đổi dữ liệu được, nên lúc thì nó không, lúc thì nó có, nó không là tham biến cũng không là tham trị. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Nhưng tôi nghĩ các bạn sẽ hơi khó đấy, cái bài này là rất là khó với các bạn, cho nên là các bạn cũng không cần hiểu ngay hết đâu nhé. Chúng ta nhớ như vậy thôi, để chúng ta chú ý, rất chú ý khi chúng ta khi học sinh nó hỏi hỏi cô giáo, hay là chúng ta chú ý đồng nghiệp hỏi, chúng ta sẽ nhắc lại như vậy nhé. Tức là khi mà làm việc với các cái hàm ở trong Python, khi mà dừng ở sách giáo khoa định nghĩa hàm, dừng sử dụng hàm thì rất là giống giống hoàn toàn với Pascal và C, đó là chương trình con, đó là các cái hàm bình thường, nhưng mà khi đi sâu vào ta thấy là nó vô cùng khác biệt, vô cùng khác biệt cho đối với Pascal và C, khác biệt và hoàn toàn luôn. Đấy. Thì chúng ta phải chú ý như vậy, thì chú ý đừng có mang cái tư duy của Pascal và C vào bên trong cái Python. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Thầy Ok, ơi, cho em hỏi, thầy cho em hỏi chút ạ. hỏi đi. Thế thầy có thể giải thích cái ví dụ cuối cùng tại sao A lại không thay đổi không ạ? Ok, trả lời ngay nhé. Cảm ơn Ở thầy. đây đúng không? Thế này, vì khi truyền vào nhé, khi đây là a, đây là một cái biến tổng thể đúng không nào, a trỏ vào cái đối tượng là 1 2 3 10 nhé. Khi tôi gọi hàm đây, gọi hàm ga đây, thì trong cái hàm này thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng mới, là đối tượng làm dãy mới là x bằng 11 nhé. Và a làm nó sẽ tạo ra cái biến nhớ là a, biến nhớ này là biến nhớ nằm trong cái local namespace, và biến nhớ này là cái biến a này là cùng chỉ vào cái đối tượng này. Như vậy là tại thời điểm mà ta gọi hàm này thì ở bên trong hàm g, bên trong cái namespace của g có một cái biến nhớ là a, bên ngoài cũng có biến là a, và hai biến này bên trong a bên ngoài a cùng trỏ vào cái đối tượng này, được chưa nhé. Nhưng mà cái lệnh là a cộng x này này, lệnh này nó sẽ tạo ra một đối tượng mới. Đấy, nó không phải lệnh a cộng x thì nó sẽ tạo ra một cái đối tượng là list mới, là đối tượng đó là có tổng là gồm có là các cái tham số, các cái phần tử của nó là chính là a 1 2 3 10, thêm vào nữa là 11 và 11 là ở đây. Như vậy lệnh là cái biểu thức là a có thể nó tạo ra một cái biến, một cái đối tượng dữ liệu mới, và a ở trong hàm g nó trỏ sang đối tượng mới này, và a này nó không trỏ vào đối tượng cũ này nữa. Đấy, a nó trỏ sang đối tượng mới và máy trả lại tổng của a, và khi gọi a xong, gọi gọi cái hàm g a xong thì toàn bộ cái phần này là bị, toàn bộ tất cả các cái biến nhớ trong cái local namespace này bị xóa đi, và cái a này nó là cũ, vẫn là đây, vẫn là như cũ đây. Các bạn đã hiểu không? Vì ở trong cái hàm này, trong cái hàm g này, cái a này nó trỏ sang một đối tượng mới, không phải đối tượng này nữa đâu.
Rút tư tưởng mới đó chính Vâng. là A cộng x gì? Bạn đã hiểu Nhưng chưa? mà tại vì A là dữ liệu cảm biến thầy ơi, Cái gì cơ? mà nó lại tạo ra A là dữ liệu cảm biến thì nó có thể thay đổi giá trị được, mà nó lại tạo ra đối tượng mới ạ. Phép cộng, vì là Phép cộng. phép cộng hai cái list nó làm tạo ra một đối tượng mới đấy Dạ nhé. vâng, em Bây giờ cảm đây ơn thầy. a chúng ta đang làm cái này nhé, id của a này, Vâng ạ. nó là cái này này nhé. Bây giờ tôi gọi là b bằng với a cộng với 1 2 nhé. Đấy thì b nó sẽ làm một đối tượng mới, b không phải là a. B này, B không phải là A. Vì đây là do cái bản chất của cái lệnh cộng, phép cộng thôi. Còn muốn Cảm là ơn thầy A nhé thay thầy. đổi, phải làm như em đúng này. Nếu mà chúng ta sửa lại cái hàm g nhé, muốn là A không thay đổi, ta là muốn A là khi phát ra A không thay đổi theo, nhưng muốn là đối tượng A không thay đổi. Đối tượng không thay đổi, các gì thay đổi thì làm như này. Tôi sửa lại cái này xem sao nhé. Tôi sửa lại cái lệnh này mà tôi muốn là khi phát ra A cũng thay đổi theo, tôi làm như này. Không dùng lệnh a bằng a cộng x nữa mà dùng lệnh này, dùng cái lệnh là a x, đây là cái lệnh này là bổ sung cái dãy x gì vào đuôi của a, và bản thân a là không thay đổi về mặt đối tượng đó. Thì lệnh này nó sẽ thay đổi cái đối tượng a, chính là thay đổi cái đối tượng này này đó, mà khi thoát ra là a thay đổi theo. Chúng ta chạy thử nhé, để làm thử này. Tôi gọi chạy g này, là a này. Và a thay đổi theo, a đã bổ sung thêm vào là 2 phần từ cuối là 11. Đã hiểu chưa? Dạ, em Ừ. hiểu rồi ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Đừng nói khó một chút. Khó đấy, nói chung là các bạn cứ bình tĩnh, nhưng các bạn nào mà hiểu được rất tốt, còn không hiểu được thì không sao ở đâu, không hiểu được chúng ta xem lại, nhưng mà chúng ta sẽ hỏi nhau nhé. Hoặc là hỏi tôi cũng được. Đây là những kiến thức khá sâu và đi vào cái lõi của Python. Dạ thầy ơi, tôi hỏi thầy. Hỏi đi. Dạ mà tại sao mà cái thằng phi thơm đó thầy, em đêm hôm em làm em lưu lại thầy, nhưng mà khi mà em lưu lại rồi em mở ra thầy, em thấy nó chỉ có cái chương trình bằng đèn hành đen á, mà nó không có nguyên cái chương trình gốc đầu tiên á thầy. Vô lý. Em hỏi gì nhỉ? Tức là cái file em lưu lại rồi nhé. Sau đó sao mở ra đây sao? Dạ em mở ra thì nó còn, ví dụ như em yêu cầu là nhập ba số nguyên a b c, tính tổng ba số nguyên lại, thì khi em mở ra thì nó còn nhập a rồi nhập b nhập c rồi nó tính tổng hiển thị ra màn hình, nhưng mà nó không có cái chương trình lúc mà em gõ vô thầy. Nhớ hỏi gì? Cái file của Python là file đô là pi gì? Nó là một Dạ file text thôi, ta lưu lại thì mở ra lại lại file cũ thôi, làm gì có chuyện gì thay đổi gì nhỉ? Mình không hiểu câu hỏi của bạn lắm. khi mà em mở ra thầy, nó chỉ có cái chương trình là nhập các hệ số ABC, nhưng mà lại không có cái chương trình là ví dụ như in a bằng in input a kiểu Em vậy, nó không có, mở không chương còn trình cái chương khác trình đó. thôi. Chưa thầy, đấy là bạn ấy đang mở cái file chạy rồi, Ừ, hay nào đó mình không chả phải hiểu file là code. bạn mình, tức là mình thấy bạn còn lơ mơ lắm, chưa hình dung được đâu là cái file, đâu là file chương trình, đâu là chương trình soạn thảo, hay còn lơ mơ về anh còn lơ mơ về 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 về, về Python, chưa em hỏi những câu hỏi đó. Hay còn bạn về đi xem lại đi nhé. Python nó là một lập Dạ. trình, là nó con khi mà lập trình nó tạo ra một cái file văn bản giống như là file đuôi pass của Pascal vậy, là cái file đuôi pi, nó là file text bình thường, file văn bản bình thường. Chúng ta có thể mở file file đuôi pi ra, chúng ta soạn thảo, chúng ta lưu lại, còn chạy là chuyện khác, chạy là làm một lệnh khác. Còn cái file gốc của nó là một cái file văn bản thì chúng ta lưu lại, mở ra bất cứ lúc nào. Em hiểu chưa? Phải dùng một trình soạn thảo mới mở ra được. Còn em dùng một trình khác chạy nó thì là đành chạy nó thì là không phải chạy nó thì lại khác nhé. Chạy chương trình khác mà mở văn bản ra, để mở chương trình ra để soạn thảo lại thì lại khác, được chưa nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá, cũng muộn rồi thôi. Dạ Ừ, em chào chào các bạn thầy. nhé. Dạ chào Đấy. thầy. Cứ thì các bạn cứ hỏi lên 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 các nhóm cho tôi sẽ trả lời nhé. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy ạ. Ừ, Dạ em cảm ơn thầy nhé. hôm nay lúc nào đến thầy đến nhóm đến nhé.